Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn của hai người bạn. Và trước khi mà Nguyễn đi vào nội dung thì cho phép Nguyễn xin được đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Võ Vũ Khang, hai là Ichigo và thứ ba là Ngọc Nguyễn. Còn ba bạn comment đầu tiên ở trong tập 229 là Tú Bùi, Như Liễu và Lê Thị Ngọc Lạc. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, các bạn đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Cộng thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả Nguyễn đều ghi bên dưới phần comment cũng như là có trong phần mô tả rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên là của một bạn tên là Linh. Bạn này là người ở Lâm Đồng và hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn ha. Bạn ở Sài Gòn thì cũng được 13 năm rồi và bạn hay nghe kênh YouTube của Nguyễn lắm và bạn có gửi về cho Nguyễn những cái sự kiện liên quan đa phần tới cái thời gian mà bạn thuê trọ. Từ lúc mà bạn học phổ thông đến nay là đã đi làm rồi và bạn chuyển trọ rất là nhiều. Nhưng có một lần á, bạn chuyển từ quận Nhất qua bên Tân Bình. Và bạn chuyển rất là gấp luôn, cho nên là bạn nghe lời giới thiệu của một ông anh chơi chung trong nhóm đó. Ông dẫn tới cái căn phòng trọ này ha. Nó nằm ngay cái khúc chợ Ông Tạ, đường Phạm Văn Hai. Và do là bạn chuyển rất là gấp nên khi đến xem phòng thì bạn thấy thứ nhất nha, là căn phòng này nó rộng rãi nè, toilet cũng rộng và cái giá tương đối rẻ, tầm đâu khoảng 2 triệu rưỡi vào năm 2016 á. Cho nên là bạn quyết định bạn thuê luôn. Trước đó thì bạn cũng chuyển qua 3 cái chỗ trọ rồi. Và lần đầu tiên khi mà bạn chuyển đến cái chỗ quận Tân Bình ngay chỗ chợ Ông Tạ này nè, mấy lần trước thì bình thường lắm, cứ dọn vô, dọn đồ vô ở vậy thôi. Nhưng lần này á, không biết là cái linh tính mách bảo kiểu gì mà bạn tự nhiên bạn nảy ra cái ý định là bạn phải cúng. 3 lần trước thì không có đâu nha, nhưng lần này không biết sao á, giống như là trời xui đất khiến bạn phải cúng vậy đó. Nhưng mà trước giờ do là bạn chưa có cúng kiến, cho nên là bạn cũng không có biết là phải mua đồ lễ như thế nào, hoa rồi phải mua những cái gì đó. Cái căn phòng trọ đó là bạn ở chung với chủ, chủ một bên còn bạn thì ở một bên. Và sau khi mà bạn gọi điện thoại, bạn hỏi những cái người quen đó coi là cúng đi vô ở trọ như thế nào, thì người ta cũng chỉ là mua cái này nè. Sau đó là về thắp nhang xong mày khấn vái người ta đó, là xin những cái người mà khuất mặt khuất mài ở trong cái chỗ này phù hộ độ trì, đừng có chọt phá để cho mày làm ăn. Nghe lời dặn thì bạn cũng làm theo y chang vậy thôi. Cái ngày đầu tiên vào ở thì bình thường lắm nha. Nhưng tới cái ngày thứ hai đó, bạn tả lại là cái căn phòng trọ của bạn có một cái tủ âm tường để bạn để đồ đạc cũng như là treo quần áo. Cái toilet thì nó rất là rộng, nhưng mà không hiểu sao mỗi lần mà bạn đi vô cái toilet, bạn đều có cảm giác là nó hơi rợn da gà vậy đó. Bản thân của Linh cũng là một cái người rất là nhẹ vía nên là dễ bị bóng đè lắm. Và lúc đó thì bạn có nghe người ta kể lại nha, hồi nhỏ giờ thì bạn cũng ít tiếp xúc với tâm linh lắm, nên là bạn cũng mơ hồ thôi. Bạn có nghe người ta kể lại là khi nào mà cơ thể mình mệt, những cái người nào mà nhẹ vía thì người ta rất là dễ bị bóng đè. Nhưng mà khi ở trong cái căn phòng trọ này nè, cứ mỗi lần mà bạn nằm xuống bạn ngủ là bạn bị bóng đè. Mỗi lần nằm xuống ngủ là bị bóng đè, mặc dù là bạn khỏe hay là bạn bệnh, lần nào cũng như lần nãy hết. Và nó đè liên tục. Thậm chí có một lần á, có một cái người chị gái của bạn ha, tên là chị Trang. Chị này thì nhẹ vía mà chị có căng nữa. Thì chị có qua phòng của bạn chơi, và lúc mà đi về các bạn, thì chị Trang này chị nhắn tin cho Linh kêu á, là Linh ơi, em coi em cúng cho cái căn phòng đó đi nha, tại vì khi mà chị qua chị cảm giác là nó không ổn đâu. Và nghe xong á,
Linh cũng sợ lắm. Linh hỏi là ủa sao mà chị nói vậy? Thì chị kêu là chị cảm nhận được hình như là có ai ngồi lên trên vai, ngồi lên trên đầu của chị đó. Cho nên là chị đau đầu mà chị nhức hai cái vai của chị liên tục luôn em. Mặc dù là nghe như vậy, nhưng mà bạn nghĩ lại cái lần đầu tiên khi vào đây thì bạn cũng cúng rồi, cho nên thôi bạn cũng bỏ qua luôn. Bẵng đi khoảng tầm 2-3 ngày sau á, khi mà chị Trang, cái lần mà chị Trang chỉ qua ha, có một cái lần nọ bạn đi xuống lầu, bạn thấy là có phòng của một cái chị gái kia. Đang tự nhiên bạn đi ngang qua thì bạn thấy là người ta đang xoay hướng của cái đầu nằm lại đó. Thì bạn thấy lạ lắm, cho nên bạn vô bạn hỏi là ôi trời chị ơi, bị là cũng hàng xóm ở chung trọ với nhau mà. Thì bạn có hỏi là chị ơi không mấy sao tự nhiên cái chị chuyển cái đầu nằm chứ vậy? Em thấy chị quay luôn cái giường, dạng cái giường mini mà cái giường gỗ đó. Em thấy chị quay luôn cái giường mà cực dữ vậy chị? Bộ cái hướng nằm bị gì hay sao? Bộ nắng gió quá hay sao? Thì cái chị đó chị nói á là không phải đâu em. Hình như ở trong cái chỗ này nè, mà cái lúc mà chị vừa nói mà chị vừa kiểu giáo giác chị nhìn xung quanh lắm nha. Chị kêu là ở trong cái chỗ này nè em. Chị ngủ á, chị cứ bị bóng đè hoài à, cho nên chị đổi cái đầu giường thử coi coi là có bị nữa không. Và kể từ sau khi nghe cái chị đã nói xong, thêm nữa là mỗi đêm ngủ thì bạn Linh này bạn vẫn bị bóng đè, cho nên á là bạn có đăng tin lên để mà tìm cái người ở ghép. Một phần á là giảm thiểu cái chi phí, một phần nữa là để cho đỡ sợ. Thì có một cái bà chị kia, nhà bà là đối diện cái hẻm mà bạn Linh này bạn thuê trọ luôn. Và bà đó bà đang có một căn nhà, nhưng mà căn nhà này bà cho thuê để bà lấy tiền, cho nên là bà dọn ra ngoài ở. Chị đó tên là chị Thùy Anh. Chị Thùy Anh này thì làm ở phòng vé xe Phương Trang ha. Cho nên là khi mà tan ca thường là 3 giờ sáng chị mới về. Nói sơ qua về chị Thùy Anh chút xíu. Lúc mà hai chị em mới vừa gặp nhau á, thì bạn này bạn cũng có hỏi dò là không biết chị có tin chuyện tâm linh ma quỷ gì không. Vậy như là hỏi mé mé thôi. Thì chị nói là thôi em đừng nói mấy chuyện nữa, chị không có tin đâu. Tại vì gia đình của chị là theo đạo Thiên Chúa ha. Chị nói là gia đình chị theo đạo Thiên Chúa ha. Chị chỉ tin có Chúa thôi, chứ chị không tin mấy chuyện này ma quỷ gì đâu. Thì thấy là cái người này rất là gan dạ như vậy, người ta không tin. Cho nên là Linh cũng mừng lắm các bạn, nghĩ là thôi giờ có bà ở chung thì chắc là cũng đỡ. Và quả nhiên nha, khi mà chị Thùy Anh chỉ dọn vô ở đó, nếu mà có hai người ngủ trong cái căn phòng trọ đó thì không sao hết. Nhưng chỉ cần bạn này bạn ở nhà một mình là bạn lại bị. Mặc dù là bạn cũng hỏi người này người kia, giống như là để có cái cách nào để mà hạn chế bóng đè hay không, thì người ta cũng kêu là thôi bây giờ lấy tỏi nè, xong rồi lấy con dao để dưới cái vỏ gối hoặc là để hẳn dưới cái gối nằm luôn. Trước khi ngủ á, thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật xin trời Phật phù hộ độ trì. Nhưng mà bạn vẫn bị là vẫn bị. Chỉ khi nào ngủ cùng với chị Thiều Anh thì bạn không bị. Còn ở nhà một mình, bạn ngủ trưa cũng bị bóng đè, ngủ ban đêm cũng bị bóng đè. Cho nên á, là bạn thường xuyên là bạn thức đợi tới khoảng tầm 3-4 giờ sáng á, khi mà chị Thùy Anh chỉ đi về rồi thì bạn mới dám ngủ. Và tưởng đâu là chỉ có một mình bạn Linh này bạn bị, nhưng không. Mãi về sau này thì chị Thùy Anh á, chị mới kể lại một cái câu chuyện như sau nè. Những cái lần mà trong cái khoảng thời gian hai chị em ở chung với nhau, buổi tối nếu như mà chị này không đi làm á, thì chị ở nhà phòng trọ con mình thôi. Cái thời gian đó là bạn Linh này bạn hay đi chơi buổi tối, với lại bạn hay đi xa lắm. Mỗi lần mà chị này ở nhà mình á, chị cảm giác là từ trong cái cánh cửa tủ âm tường á các bạn, bên trong cái tủ âm tường đó, nếu như mà cánh cửa đang đóng nha, thì chị kêu lúc nào chị cũng cảm giác hình như là có ai đang trốn ở trong đó. Còn nếu như cánh cửa tủ nó đang được mở ra mà chị nằm ở trên cái nệm, nằm trên giường á các bạn, thì chị nói là lúc nào chị cũng cảm giác có ai đó đang núp ở trong cái tủ, hé đầu ra để mà nhìn thẳng về cái chỗ chị đang nằm. Và cái cảm giác nó rất là thật luôn. Tuy nhiên lúc đó thì chị chưa có tin lắm đâu. Chị cũng có nói mé qua với lại bạn Linh này, nhưng mà kiểu giống như chị cũng nghĩ là chắc là chị tự tưởng tượng nó thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà bạn Linh bạn nghe xong thì bạn nghĩ không phải là cái chuyện bình thường, do bản thân bạn bị đè bạn biết mà. Nhưng mà bạn cũng không có dám nói với lại chị Thùy Anh. Thì có một cái đêm nọ, nửa đêm ha, khi hai chị em đang nằm ngủ, đang nằm thiêu thiêu thôi chứ chưa có say giấc đâu, thì nghe cái con chó đó, nghe hai con chó của bà chủ nhà các bạn, tự nhiên nó tru, nó hú lên một tràng rất là dài. Và bạn nghe như vậy xong thì bạn sợ lắm. Bạn mới quay qua bạn hỏi nhỏ với là chị Thùy Anh á, là chị ơi, hình như là con chó mà nó tru lên giữa đêm như vậy á, thì hình như nó thấy ma phải không chị?
Thì chị Thùy Anh vốn dĩ là chị không tin từ lúc đầu rồi mà, nên là chị cứ gạt đi thôi. Chị kêu là thôi em đừng có nói liên thuyên, gia đình chị theo đạo á, không có tin đâu, không có tin cái chuyện ma quỷ gì đâu. Và xong rồi hai chị em có nói thêm mấy câu nữa và cuối cùng là đi ngủ. Và do là bạn này á, bạn bị bóng đè rất là nhiều lần, chị Thùy Anh thì không tin. Cho nên có một cái lần nọ, bạn Linh này mới rủ cái chị Trang đó, cái người quen của mình đi lên chùa bà Châu Đốc, ở như mà không phải nằm Châu Đốc đâu nha, ở ngoài, ở dưới nhà bè đó, có một cái chùa tên là chùa Châu Đốc 2 thì phải, nữa Nguyễn nhớ không lầm. Thì bạn Linh này có rủ cái chị Trang kia đi vào trong cái chùa để cho nó tĩnh tâm hơn. Thì lúc mà gửi xe đi vô cúng bái thì bình thường lắm, cũng thắp nhang lạy lục xin cho mọi thứ nó bình an. Nhưng mà cái lúc lấy xe chuẩn bị ra về các bạn, thì có gặp một cái ông thầy coi bói. Ông hỏi là hai cô có muốn coi bói không? Thì chị Trang kia chỉ vô chị coi trước. Bạn này bạn đứng ngoài nhưng mà không phải đứng gần đâu, cũng xa xa đó. Thì tự nhiên coi cho chị Trang này xong, bạn không nghe nói gì về chị Trang đâu nha. Nhưng mà một hồi á, ông thầy tự nhiên ông chỉ thẳng mặt của bạn lên mà ông kêu: con bé kia, sao mà ở cái nhà gì mà toàn ma quỷ không vậy? Con á, cái số của con nha, là rất là nhẹ vía và cực kỳ hợp với người âm lắm. Có căn á, sau này làm thầy để mà coi cho người khác á, nhưng mà con nhát quá trời à. Ông thầy ổng chỉ nói đúng có một câu như vậy thôi, và sau đó là không có xem gì hết cho bạn Linh nha. Trên đường đi về nhà thì bạn cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà do là cái công chuyện rồi, việc này việc kia, nên là bạn cũng quên bẵng đi luôn, bạn không có nhớ tới nữa. Và cho tới một cái buổi tối hôm nọ, khi mà bạn đang ngủ cùng với chị Thùy Anh luôn nha, hai chị em đang nằm ngủ bên cạnh nhau, đang nằm á, tự nhiên bạn khó thở lắm, bạn giật mình dậy, thì bạn thấy trước mặt mình là một cái bóng đen ngồi hẳn lên trên người của bạn luôn. Cái bóng đen á, đang cúi xuống, nó không có bóp cổ đâu nha, mà nó quàng tay qua, nó ôm chặt người của bạn Linh này nè, làm cho bạn cực kỳ khó thở. Và bạn biết là mình bị bóng đè rồi, nhưng lần này ghê rợn hơn là bạn cứ đinh ninh là khi mà bạn ngủ cùng với lại chị Thùy Anh á, chắc chắn là bạn không bị. Nhưng bây giờ bạn vẫn bị như bình thường, mà thậm chí còn để cho bạn thấy là cái bóng nữa. Và lúc đó đâu có biết làm sao đâu, rất là sợ luôn. Nên là bạn có nguyện, bạn khấn vái trong lòng á, là dạ nếu mà thương con á, thì làm ơn buông ra cho con thở với, tại vì con thở không nổi nữa rồi. Lúc đó là hơi thở của bạn coi như là nó còn gọi là còn chút hơi tàn đó. Thì bạn mới thấy là cái bóng đó bắt đầu là nó nới lỏng bạn ra, sau cùng là nó đứng dậy đi thẳng ra khỏi căn phòng nữa luôn. Và cái giây phút khi mà cái bóng đứng lên á, bạn nhìn thấy rõ đó là dáng dấp của một cái người đàn ông, mặc cái bộ đồ tang nha, trên đầu có đội cả một cái chiếc khăn tang nữa. Nhưng mà gương mặt tròn méo như thế nào á, bạn không có nhìn thấy được. Khỏi phải nói rồi, sợ lắm chứ. Bạn nằm đó tới sáng đâu có dám ngủ đâu. Và đến khi mặt trời lên á, thì bạn có kể câu chuyện này ra cho chị Thùy Anh. Nhưng mà chị kia chỉ không tin, chỉ kêu là chắc em nằm mơ thôi, chứ có gì đâu mà em hay nói liên thuyên, hay kể linh tinh quá là ta. Mặc dù cái thời điểm đó là chị đó, chị cũng giống như là dạng chị có cảm nhận rồi, nhưng mà do hồi nhỏ giờ chị không có gặp mà chị không tin nữa, cho nên là chị cứ bác bỏ hết và chị không có nghe cái lời mà bạn Linh này kể. Và ở đối diện phòng của Linh á, là phòng của một số những các bạn sinh viên, một số những em sinh viên. Hình như là nam, theo lời Linh kể là nam nữ ở chung luôn. Phòng của bạn á, thì ở có toilet ở trong phòng. Nhưng mà cái phòng đối diện á, thì toilet lại nằm ở bên ngoài cơ. Bên trên là phòng của một gia đình, một cái cặp vợ chồng kia cơ. Có hai đứa bé nhỏ tầm có khoảng 2-3 tuổi gì đó thôi. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một cái khoảng thời gian nọ. Đối diện cái phòng trọ của bạn Linh với lại chị Thùy Anh này nè, là phòng của các bạn sinh viên, hình như là có nam có nữ ở chung luôn đó. Phòng của bạn thì toilet nằm ở bên trong phòng, nhưng mà cái phòng của các bạn sinh viên kia thì toilet nằm bên ngoài ha. Ở bên trên á, là phòng của một cái gia đình, của một cặp vợ chồng mà có hai đứa con nhỏ tầm khoảng 2-3 tuổi gì thôi. Thì trong có một cái lần nọ, khi mà bạn Linh này bạn đi Vũng Tàu, và thời điểm đó thì chị Thùy Anh á, chị cũng lấy lại cái căn nhà đối diện rồi, là căn nhà của chị đó. Nhưng mà đồ đạc chị vẫn còn để bên đây, chị chưa có dọn về kịp, cho nên cái buổi tối hôm đó chị mới đi bộ qua để chị lấy, nhưng mà cũng mấy cái đồ linh tinh lỉnh kỉnh, dùng bình cách nhiệt này kia thôi à. Thì lúc đầu đi qua cũng bình thường lắm các bạn, vừa lên tới ngay căn phòng á, chưa có kịp mở khóa nữa, thì chị thấy là cái toilet của cái phòng đối diện, phòng của các bạn sinh viên á, mở đèn, mà cái đèn vàng nha các bạn. Cánh cửa thì nó không khép hẳn đâu, mà nó mở he hé. Thì chị nhìn thấy ở bên trong có một cái đứa con nít,
Cái đứa con nít này độ tầm khoảng 3 tuổi thôi, đang ngồi đung đưa lên trên cái lavabo á các bạn. Mà các bạn biết đi, con nít mà nó ngồi chỗ đó mà không có người lớn vịn thì nó rất là dễ té. Ngồi đung đưa mà cái mặt nó hơi nghiêng vậy nè. Nó chỉ để cho chị nhìn thấy con nữa thôi. Lúc đó chị nhìn, đầu tiên là chị rất là sợ ha, không biết con cái nhà ai mà tự nhiên để nhỏ này không có ai canh, lỡ mà nó bật ngược ra trước, mà nó bật ngược ra sao nó té đập đầu xuống rồi sao. Cho nên là chị mới luôn miệng chị kêu là con ơi, con cái nhà ai mà tự nhiên để đây vậy. Thì chị mới đi từ chỗ cửa phòng của chị nha, chị đi tới cái chỗ đó để chị coi cái đứa trẻ con này coi sao rồi. Nhưng mà trên cái đoạn đường đi á, nó có một vài những cái góc khuất, cho nên á chị rẽ qua tới trước cửa nhà vệ sinh, chị mở hẳn cái cánh cửa lớn ra các bạn. Thì chị nhìn thấy bên trong không hề có bất kỳ một đứa trẻ con nào hết. Trong khi từ chỗ đó, từ cái chỗ nhà vệ sinh á, nếu mà chạy ra về cái căn phòng trọ đối diện bắt buộc phải lướt ngang qua chỗ của chị luôn. Nhưng mà chỉ vài cái góc khuất thôi, vài một cái chỗ mà nó khuất cái tầm mắt thôi. Làm sao mà cái đứa trẻ con này nó có thể biến mất một cách đột ngột như vậy được. Và chị còn tưởng đâu chắc là nó chọc mình, nó núp sau cánh cửa. Chị có lật cái cánh cửa ra phía sau coi nè, nhưng cũng không có thấy đứa nít đâu ở trên các bạn. Và lúc này nè, chị đứng hình luôn. Chị đứng hình luôn nha. Mà gặp ngay đúng cái tầng mà cả hai chị em đang ở. Và lúc đó chị nhìn về cái phía căn phòng đối diện, thấy là bên trong phòng của mấy bạn sinh viên á, chị mới để ý kỹ là không có mở đèn điện. Có nghĩa là cả một cái tầng đó đó chỉ có một mình chị mà thôi. Khi này nè, chị biết rồi. Chị biết là mình vừa gặp cái gì rồi. Tất cả những cái câu chuyện hồi trước giờ chị hệ thống là chị biết rồi. Những cái đức tin hồi xưa giờ là chị không tin chuyện ma quỷ, không tin tâm linh do chị chưa gặp lần nào. Nhưng lần này nó hiện ra trước mắt của chị luôn. Chị đứng hình ngay tại chỗ. Và mất khoảng 1-2 phút sau á, thì chị mới bình tâm lại, chị định thần lại, chị chạy ba chân bốn cẳng, coi như ta nói là chạy từ trên lầu chạy xuống cầu thang, chạy tới cái nỗi á, khi mà gần tới những cái bậc cuối cùng mà các bạn không biết là có ai đó vô hình ngán chân chị, hoặc là chị bị líu hai cái giò vào nhau á, mà chị vấp ngã, chị ngã nhào xuống đất đến nỗi mà bầm hết cả hai cái đầu gối luôn. Khi mà bị như vậy á, chị Thùy Anh chị không kể câu chuyện này ra cho ai nghe hết nha. Đến khi mà bạn Linh này đi Vũng Tàu về rồi, bạn có nhắn tin gọi điện để mà rủ chị qua bên nhà, qua bên phòng trọ chơi, nhưng mà chị kêu là thôi, chị không qua bên đó chơi đâu, chị bận lắm rồi. Bạn rủ đâu 4-5 lần luôn mà chị này chị cứ viện cớ chị từ chối hoài à. Cho nên bạn nghĩ chắc chắn là bà này đang có chuyện luôn, bà đang giấu mình cái gì. Cho nên là bạn chạy qua bạn gặng hỏi, thì cuối cùng chị Thùy Anh chị mới kể ra. Hai câu chuyện đầu tiên là câu chuyện có người núp trong cái tủ áo âm tường. Thứ hai là chuyện mà chị gặp vong hồn của cái đứa trẻ con 3 tuổi đó. Và một cái câu chuyện nữa, cái này không biết chính xác có phải là cái nguồn cơn của những cái việc mà chị nhìn thấy vong hồn ma quỷ hay là không. Nhưng mà chị kêu là khi mà hai chị em còn ở chung á, có những lần chị đi làm về khuya, chị thấy á, là ai để một cái bọc ni lông nào đó các bạn, mà bên trong á, nó là một cái gì đó nhầy mà lên láng, mà mùi nó hôi hôi. Mà nhìn kỹ lại á, thì hình như là nó đựng máu các bạn. Và nghe như vậy xong, khỏi phải nói rồi. Bạn này bạn rất là sợ luôn, bạn mới kêu là chị ơi không mấy là bà cho tôi ngủ nhờ để mấy hôm đi. Xong rồi chắc là tôi kiếm cái phòng trọ khác tôi ở, chứ đây ghê quá tôi ở không nổi đâu bà ơi. Thì chị Thùy Anh cũng thương mà, thôi cũng cho bạn này bạn ở nhờ ha. Và đến khi bạn tìm được cái phòng trọ mới rồi, bạn không có dám quay về cái phòng trọ kia để mà dọn đồ vào buổi tối nữa. Lúc nào cũng phải có người đi theo. Và chị Thùy Anh có nhờ một cái người em của mình á, đi qua để mà phụ dọn dẹp đồ này kia. Và trong cái lúc mà chuyển ra bên ngoài thì bạn có hỏi được, bạn có hóng hớt được đó, là một cái câu chuyện như thế này nè. Cái căn nhà, nguyên cái căn nhà trọ đó nha, là căn nhà trọ ngày xưa thuộc sở hữu của một ông tên là ông Tạ. Ở đằng sau nhà nó có một cái am. Và do ngày xưa khi mà ông Tạ ổng còn sống đó, con cái của ổng đòi chia tài sản, xong rồi bất hòa gia đình, dẫn tới là ổng quá là đau buồn đi các bạn. Cho nên là ổng mới treo cổ tự tử, ổng chết ở trong nhà luôn. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Như Nguyễn có nói ở đầu video, bạn này là một người rất là nhẹ vía luôn. Và vào năm 17 tuổi đó, thì gia đình của bạn không may có một cái câu chuyện đau lòng là ba của bạn qua đời. Và khi mà chú mất chưa được một năm á, thì có một lần bạn thấy chú về.
Đêm đó không biết là bạn đang nằm mơ hay bạn đang tỉnh nữa, mà bạn kể lại là cái cảm giác nó rất là thật luôn. Bạn mở mắt ra thì vẫn thấy là mình đang nằm ở trên giường, nhưng mà ở dưới cái chân giường của bạn á, chính là người ba đã mất. Chú đứng ở đó nhìn bạn rất là lâu, và bạn khi này là cơ thể không có cử động được nha. Bạn thấy chú, bạn biết đó chính là ba mình, nhìn thấy rõ ràng cái dáng dấp cũng như là cái gương mặt như thế nào luôn đó. Và thấy là ba mình khóc, đứng đó cứ nhìn bạn mà khóc. Và một hồi sau, chú tiến lại cái chỗ đầu nằm của bạn, nắm tay bạn và kéo bạn đi, kêu á là con ơi, đi với ba, con ơi, con đi theo ba nè. Và ngay khi này các bạn, ở trong giấc mơ nha, Linh cũng bắt đầu Linh bật khóc luôn. Linh khóc quá trời khóc và Linh không có chịu đi. Linh cứ vùng vằng mà Linh nói là dạ con không có đi theo ba đâu, con không muốn đi theo ba, con còn muốn ở đây với lại mẹ. Và bạn cứ vùng vằng, bạn vừa vùng vẫy, bạn vừa khóc như vậy. Mà một hồi sau á, khi mà bạn giật mình một cái thì bạn tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Bạn nhìn xung quanh, chỉ có một mình bạn thôi và không hề có ai hết. Cái cảm giác nó rất là thật. Và cho đến sáng ngày hôm sau á, bạn có nói chuyện này với mẹ mình, bạn có kể ra. Nhưng mà thời điểm đó thì cô kêu là chắc là con nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà bản thân cô lại đi làm một cái việc khác, là cô đi lên trên bàn thờ đó và cô khấn vái cho cái người chồng đã mất của mình. Và sau đó thì bạn không còn gặp lại ba nữa cho đến khi mà bạn học lớp 12. Năm đó là thi tốt nghiệp mà, thì sáng đi học rồi chiều bạn đi phụ đạo. Và buổi trưa nếu mà có ngủ quên thì bạn kể lại vào cái thời điểm mà dầu sôi lửa bỏng nhất, lúc nào bạn ngủ quên cũng có người kêu bạn dậy hết. Mặc dù ở trong nhà không có ai, chỉ có mình Linh mà thôi. Bạn kể là đang nằm ngủ nha, mệt quá đi học nhiều, căng thẳng mà các bạn hay ngủ quên lắm. Thì bạn nghe là Linh ơi, dậy đi học đi. Linh ơi, dậy đi học đi. Và cái tiếng kêu đó chỉ cần một hai lần thôi, nó giống như một cái chuông báo thức cực là mạnh luôn. Nghe xong là bạn giật mình tỉnh dậy, nghe xong là bạn giật mình tỉnh dậy. Mà không phải một hai lần đâu nha, rất là nhiều lần bạn nghe thấy cái âm thanh đó. Mặc dù lúc nào trong nhà cũng chỉ có một mình bạn mà thôi. Và cái giọng đó bạn chắc chắn là của ba mình. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi mà bạn Linh học năm 2 đại học. Thời đó thì ai cũng trẻ trâu mà, kiểu là bạn máu chiến lắm. Cái hôm mà giỗ ba của bạn, một mình bạn 4 giờ sáng chạy xe từ Sài Gòn về Bảo Lộc, 9 giờ là tới nhà rồi. Bạn cất ba lô xong xuôi là xuống nhà phụ mẹ để mà nấu nướng chuẩn bị làm cái giỗ cho ba đó. Và lúc mà cúng kiến dọn dẹp đồ xong xuôi hết, mẹ của bạn có chở bà ngoại đi vô trong nhà của bác có việc. Thì có mình bạn ở dưới nhà thôi, và do cũng rất là mệt cho nên là bạn đi xuống phòng bạn nằm bạn ngủ. Và cái phòng của bạn thì ở dưới tầng hầm ha, vừa mới vô giấc thôi các bạn. Thì lập tức bạn nhìn thấy từ trên trần nhà có một cái bóng trắng xuất hiện, cứ bay là từ trên cao, xong rồi càng ngày càng tiến gần tới cái chỗ mà bạn Linh này bạn đang nằm. Và lúc đó tất nhiên là cơ thể của bạn không cử động được rồi, bạn cứ mở trừng trừng con mắt để mà bạn nhìn cái bóng đó. Và khi mà cái bóng gần tới nha, thì bạn phát hiện ra đó chính là ba của bạn. Linh kể lại là lúc đó không sợ đâu. Mỗi lần mà nhìn thấy ba thì do là ba mất từ lúc mà bạn mới 17 tuổi, thương ba, nhớ ba rất là nhiều luôn. Mỗi lần nhìn thấy ba là lần nào bạn cũng khóc hết. Bạn khóc tu ra vậy. Một hồi sau á, thì khi mà cái bóng của ba bạn gần chạm tới bạn rồi thì bắt đầu là biến mất. Bạn kể lại là mặc dù bạn có nhiều lần rất là muốn nói chuyện với ba mình ở trong cái giấc mơ, có thể là hai cha con vẫn còn cái sợi dây kết nối gì đó, kiểu thương con quá mà chưa có đi được. Nhưng mà bạn kể mỗi lần mà gặp thì hai cha con không nói được gì với nhau hết, qua loa độ chừng tầm đủ vài câu xong rồi cứ khóc như vậy thôi. Và bẵng đi một cái thời gian tiếp á, nhưng cái lúc mà kể và trong cái khi mà bạn còn học đại học ha, thì bạn cũng còn gặp nhiều vụ lắm. Nhưng mà tiêu biểu nhất có một cái vụ như thế này nè. Ngoại trừ việc mà cái thời gian năm 12 bạn ngủ ở nhà hay bị gọi dậy đi học là ba của bạn, nhưng mà khi lên đại học rồi đó, bạn ngủ và cũng hay bị gọi tên lắm, gọi là Linh, Linh, Linh. Và khi mà mở mắt ra nha, cái cảm giác nó rất là thật, nhưng mà nhìn xung quanh không có ai đâu, không hề có bất kỳ một cái người nào hết. Và khi này bạn ở thuê trọ ở trên Sài Gòn mà, trong phòng trọ thì không hề có người nào, chỉ có mình bạn thôi. Vậy thì ai là người kêu? Mà cái tiếng kêu nó rất là rõ nha, kêu là Linh,
Linh, Linh. Nhưng mà chưa dừng lại đó. Những cái đêm ngủ nằm mơ, bạn thấy là bạn hay quan hệ xác thịt cùng với một cái bóng đen. Bạn biết là con trai, nhưng mà không có rõ là mặt mũi của cái người đó như thế nào hết. Tuy nhiên vài lần đầu thì bạn nghĩ chắc là mình kiểu nằm mơ, hoặc là mơ bậy mơ bạ thôi chứ không có gì hết trơn. Cho đến khi bạn có vô tình bạn post một cái tấm hình selfie lên trên Facebook á, thì trong cái nhóm bạn chơi chung có một cái người nhìn thấy cái tấm ảnh đó, và người ta có nhắn cho Linh kêu á là: "Ê Linh ơi, tao nói này mày đừng có hết hồn ha. Hình như á là mày có duyên âm đi theo rồi đó." Nghe xong thì Linh cũng giật mình lắm, tại vì do lần đầu tiên nghe đến câu chuyện duyên âm mà. Thì bạn có hỏi lại cái người kia, thì trong cái quá trình mà chơi chung với nhau thì bạn cũng biết là cái người kia là có căn đồ này nọ các kiểu. Thì bạn có hỏi lại và với cái thái độ rất là lo lắng luôn ha. Và cái người kia hỏi ngược lại bạn đó là: "Mày để ý lại mày đi Linh, mày hay có những cái dấu hiệu tao kể ha, là mày hay thay đổi cái tính nết của mày nè. Giống như ngày xưa ví dụ là mày không ăn cái này nhưng giờ mày ăn cái này. Ngày xưa là mày rất là hiền nhưng giờ tự nhiên cái mày hay nóng tính. Và mày hay mơ thấy là mày quan hệ xác thịt, mày quen bạn trai của mày không được bao lâu á, chỉ vì một vài những cái lý do nó nhỏ nhặt như là con kiến vậy đó, nhưng mà hai đứa mày cũng chia tay, phải không?" Thì lúc đó bạn Linh bạn xác nhận lại là đúng rồi, có, tao bị hoàn toàn tất cả những cái dấu hiệu như là mày nói luôn đó. Thì cái người bạn của Linh mới kêu lại là: "Tao nhìn vào trong cái tấm hình của mày á, tại vì vốn dĩ tao không biết mày tin hay không nha, nhưng mà tao là người có căn. Tao nhìn vào trong cái tấm hình mày đăng lên, tao thấy là có một cái vong nam đứng ở đằng sau mày đó." Nghe như vậy, Linh rất là sợ luôn. Linh mới hỏi lại là: "Mày có cách nào để mày giúp tao không?" Thì cái người bạn kia chỉ trả lời là: "Tao nhìn thấy được, nhưng mà tao không giúp gì được mày đâu. Thôi mấy mày về mày nói với mẹ mày, rồi hai mẹ con tranh thủ á, là kiếm thầy đi giải đi." Thì khi mà bạn về tới Bảo Lộc, bạn kể ra câu chuyện cho mẹ ha. Bạn kêu là bạn bị gọi tên đồ này kia các kiểu. Thì có hỏi là có cái ông thầy nào, mẹ có quen cái ông thầy nào mà để cắt cái duyên âm này không? Tại vì bạn con nó kể rõ ràng tất cả những cái dấu hiệu mà con bị luôn đó. Và qua một cái buổi hỏi thăm đồ này nọ, và tới cái ngày hôm sau, cô có dẫn bạn đi vô một cái ông thầy ha. Ông thầy này thì trên Bảo Lộc. Lúc mà tới thì bạn có tả lại là ông không nói gì hết, ông chỉ cầm tay của bạn thôi. Và ông kêu á là: "Con này á là mày kiểu hợp với duyên âm lắm nghe chưa." Xong sau đó là ông khua tay múa chân, rồi bạn kêu là ông làm lễ lum la gì đó, mà bạn không có hiểu là ông đang làm cái gì. Nhưng bạn chỉ nhớ là cuối cùng ông cầm một cái cây miếng giấy gì đó, một cái cây hay một cái miếng giấy gì đó dài lắm, đập lên trên đầu của bạn. Và sau đó là có đưa cho bạn một cái lá bùa, kêu nhét cái lá bùa này á vào trong cái ví tiền hay là cái túi xách gì đi, nên là mang theo trong người. Sau cùng là ông đuổi hai mẹ con đi về. Hoàn toàn là không có nhập đồng, nhập xác, không có gì hết trơn nha các bạn. Ông làm cái lễ nó rất là nhẹ nhàng luôn. Và cứ tưởng như vậy là xong rồi. Đêm thứ nhất ngủ rất là ok. Đêm thứ hai không bị bóng đè nữa. Và đến cái đêm thứ ba, bạn vẫn ở Bảo Lộc ngủ cùng với mẹ mình để chắc ăn là nếu mà khoảng tầm độ tuần đó mà không có cái việc gì thì coi như thôi, thì coi như coi đây là xong. Nhưng mà tới cái đêm thứ ba ha, hai mẹ con nằm cạnh nhau. Mẹ bạn thì ngủ trước nửa tiếng rồi, bạn có cái thói quen là hay phải lướt cái điện thoại đó. Và khi mà bỏ điện thoại chuẩn bị vào giấc, đang cái lúc mà lim dim nha, thì cái giai đoạn này nè là con người mình chuẩn bị chìm vào trong cái giấc ngủ. Giống như là trí não và cái thần thức nó chuẩn bị dạng như mọi người hay gọi là đi ra một cái kiểu khác đó. Thì ngay khi đó tự nhiên cái tay trái của bạn tự chuyển động luôn. Cái tay trái lúc ngủ bạn để bạn ghé trên bụng mày nè, xong rồi tự nhiên nó di chuyển khắp xung quanh người của bạn á, nó giống như là có một cái người nào đó là đang giống như là ai mà đang dê sờ mà cứ mân mê hết cả người của mình. Mà cái tay của bạn á, nó mân mê, nó di chuyển một hồi á, là từ ngay trên cái ngực nó chạy xuống dưới phần dưới. Mà cái lúc đầu tiên á là bạn cố gắng bạn kìm lại rồi, nhưng mà không khống chế được, cho đến khi mà nó chạy gần xuống tới cái phần dưới nha, là bạn mới dùng hết sức bình sinh, bạn bực ra một cái rất là mạnh. Và khi này bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Lúc đó là bạn nghĩ tới câu chuyện duyên âm và những cái giấc mơ mà mình quan hệ xác thịt, thì bạn nghĩ chắc là lúc mà nằm ngủ thì mình rời xa cái lá bùa kia, cho nên là nó chưa có đuổi được, nó chưa có cắt đứt được cái mối duyên âm đó. Cho nên là thôi, bạn mới lấy cái lá bùa đem lại gần tới cái chỗ mà bạn nằm ha. Và quả như cái đêm đó thì không sao hết. Và đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên rồi đó,
Bạn có kể câu chuyện đó ra cho mẹ của bạn, nhưng mà cô dạy người lớn mà, theo kiểu hay trấn an con lắm, kêu là chắc là con tưởng tượng thôi chứ không có cái gì đâu. Và bẵng đi khoảng tầm độ một tuần sau, khi mà bạn bắt đầu về cơ bản tương đối là ok rồi đó, là coi như là không có chuyện gì xảy ra nữa rồi đó, thì bạn có vô tình, cái này tình cờ thôi, được một cái người bạn của bạn bán cho một cái chiếc dạng là cái nhẫn mà đuôi lông con voi từ ở trên Buôn Ma Thuột á, thì đem về dạng là có một cái nhẫn đeo ở trên tay. Nhưng mà cái này nói thêm một xíu á, nếu mà nhẫn trên Buôn Ma Thuột à, tại vì mình ngày xưa mình có người quen trên đó thì người ta kêu là không phải là lông đuôi voi thiệt đâu, mà nó là cái lông công nghiệp gì đó. Nhưng mà cái lông đuôi voi thiệt thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng liên quan tới tâm linh. Thì bạn này đợt đó bạn hên hay sao á, thì bạn kiếm được cái chiếc nhẫn, cái người mà bán cho bạn á là cái nhẫn lông đuôi voi thiệt. Từ khi bạn đeo cái nhẫn đó cộng thêm cái lá bùa của ông thầy thì bạn ngủ rất là ngon và gần như là không có còn gặp lại cái câu chuyện duyên âm thêm một lần nào nữa. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện rất là dài và có thể nói là một hành trình cực kỳ khó khăn của bạn Khương, cùng với lại cái người vợ hiện tại của bạn tên là bạn Thư ha. Nó xảy ra vào tháng 6 của năm 2020 và tiêu đề các bạn thấy rồi đó, ngồi thiền mà bị vong nhập. Để kể sâu sát và để kể kỹ hơn thì đầu tiên phải nói về bạn Thư trước. Vốn dĩ cái thời điểm đó hai bạn này chưa cưới nhau đâu. Nhưng Thư là một cái cô gái đó, rất là thích học hỏi, luôn luôn tìm những cái mới. Những cái điều mà cô ta cảm thấy thú vị, cái cô bạn này cảm thấy thú vị nè, là cổ tìm hiểu mọi cách, cổ rất là đam mê, cổ rất là say mê luôn đó. Và với những cái người tính tình như vậy thì cái chuyện đọc sách là chuyện không thể thiếu rồi. Khương còn nhớ rất là kỹ, lúc đó khi mà lướt ở trên Tiki á, thì Thư có nhìn thấy cuốn sách tên là Hành Trình Về Phương Đông. Và đây là một cuốn sách cực kỳ là nổi tiếng của dịch giả Nguyên Phong ha. Bạn thấy rất là hay cho nên là Thư quyết định là đặt về. Và chuyện bắt đầu từ đó. Trong cái lúc chờ đợi cuốn sách kia về thì bạn đang đọc cuốn Làm Bạn Với Hình, Làm Tình Với Chữ. Bạn đang rất là hứng thú, bạn hí hửng với lại cái việc mà bạn sẽ viết lại những cái cảm nhận cá nhân của mình về những cái điều bạn thấy xung quanh cũng như là những cái cuốn sách mà bạn đang đọc lên trên mạng xã hội. Nhưng sau khi cuốn Hành Trình Về Phương Đông tới nơi đó, bạn bắt đầu đọc cuốn sách đó và vẫn như mọi khi là cái thói quen mà. Bạn hứng thú với một cái chủ đề nó mới và nó cực kỳ thu hút nha. Bạn thấy hay ho nè, bạn muốn biết thêm về cái chủ đề tâm linh, những cái chủ đề ma mị, luân hồi. Hay nói đúng theo kiểu khoa học á, là sau khi mất cái năng lượng hay nói là cái linh hồn bên trong mình sẽ đi về đâu. Và nếu bạn nào đọc cái cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông đó rồi thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái chủ đề về tâm linh luân hồi nó cuốn hút cực kỳ. Và cái chủ đề này nó làm cho bạn kiểu bị giống như là bị lạc vào trong. Lúc nào bạn cũng chỉ nghĩ về nó thôi đó. Bạn thích dịch giả Nguyên Phong nè, bạn lên Tiki bạn đặt mua thêm một cái cuốn cũng cực kỳ nổi tiếng nữa tên là Muôn Kiếp Nhân Sinh. Mượn thêm bạn bè vài cuốn sách cùng cái chủ đề để mà bạn đọc suốt ngày suốt đêm nghiên cứu. Tức là ngoài thời gian mà bạn đi làm bạn tập trung cho công việc ha, đi về nhà bạn đi chơi với Khương sau đó là thời gian rảnh á. Lúc nào cũng toàn đọc sách về những cái chủ đề này thôi. Và thời gian đó, bạn dọn, hai bạn Khương với lại bạn Thư này nè, là có dọn ra một cái nơi ở khác rồi, một cái phòng trọ riêng, nằm ở trên đường Thích Quảng Đức. Căn phòng này vốn dĩ là phòng bếp của một căn nhà, cái người chủ đó thuê lại căn nhà này, sau đó ngăn ra từng phòng để mà cho thuê tiếp. Và tả thêm kỹ một xíu nữa, tuy là phòng bếp, nhưng nó lại không có cửa sổ thông thoáng ha, mà nó sử dụng cái máy hút mùi hút khói giống như là mấy cái nhà hiện đại bây giờ đó. Và nó nằm ở một cái góc khá riêng biệt cho nên là cực kỳ im ắng. Và bạn nói vui là bạn hay gọi những cái căn phòng này là dạng biệt lập luôn đó. Có nghĩa là khi đóng hết cửa mà tắt đèn tối thui là mọi thứ không biết là mấy giờ, không biết bên ngoài là buổi sáng hay buổi tối hay buổi chiều. Đại loại nôm na là một mình một cõi như vậy đó. Lúc đầu đi vô thì bạn cũng không ưng căn phòng này lắm đâu, do nó tù bí như Nguyễn vừa nói. Nhưng mà đợt đó bạn không có tìm được cái căn nào khác mà bạn ưng ý về cái mặt địa lý hết. Do là gia đình bạn có một căn nhà riêng rồi của ba mẹ bạn ở ha. Nhưng mà bây giờ bạn muốn dọn ra ở riêng để hai đứa dạng giống như là chuẩn bị cưới vậy đó.
Và cái địa điểm nằm ở trên đường Thích Quảng Đức đó, thứ nhất là nó gần cái căn nhà của bạn, và thứ hai là hai bạn này, Khương với lại Thư, là không có ai phải đi làm quá xa hết. Và quay trở lại câu chuyện, khi mà dọn vào trong đó rồi, Thư thì cứ đọc những cuốn sách đó, và sau khi mà tìm hiểu về cái chủ đề này đó, bạn thích quá mà, cho nên bạn muốn tập bạn ngồi thiền. Và nếu như lẽ thông thường, tìm hiểu những cái này nó cũng rất là tốt thôi, ngồi thiền thì nó cũng tốt thôi, chứ không phải là cái vấn đề gì quá nghiêm trọng hết. Nhưng có một cái yếu tố là do cái căn phòng này nè, nó rất là yên ắng luôn, cho nên nó thúc đẩy cái việc mà bạn nghĩ là bạn ngồi thiền nó sẽ không có bị quấy rầy, không có bị quấy rối, bạn sẽ không có bị sao nhãng bởi những cái tiếng động cũng như là những cái âm thanh ở bên ngoài. Ở cuối video Nguyễn sẽ nói về cái kiến thức, về cái hiểu của Nguyễn về cái câu chuyện ngồi thiền này ha. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó, giống như là thiên thời địa lợi mà nhân hòa luôn, cái căn phòng này quá lý tưởng cho cái việc mà bạn ngồi thiền. Cho nên á, là bạn bắt đầu vào việc một lần, hai lần, rồi ba lần. Và cho tới một cái hôm, khi mà Khương đang ngồi gần đó để làm việc đó, thì tự nhiên nghe tiếng của bạn Thư, bạn bật điếng dậy. Bạn chạy lại chỗ của Khương và bạn kêu á, là anh ơi, em sao em nghe thấy một cái âm thanh gì lạ quá, nó giống như là ai đóng đinh vào cái lỗ tai của em vậy đó anh. Cái tiếng nó làm cho em rất là điếng luôn. Khi này nè, qua cái ánh sáng màn hình laptop bật ra bên ngoài đó, thì Khương có nhìn thấy gương mặt của Thư, kiểu nó rất là hoang mang. Cho nên là bạn trấn an, bạn kêu á, là thôi không sao đâu em ơi, chắc là em kiểu em ngồi thì em bị nhập tâm quá, cho nên là những cái tiếng động dù có nhỏ xíu cho nên em cũng nghe nó thành lớn thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Và lúc mà nói chuyện qua lại một hồi trấn an các kiểu, thì bạn Thư kia bạn cũng yên tâm, bạn không có nghĩ ngợi gì nữa ha. Nhưng mọi thứ nó bắt đầu tệ khi mà bạn ngồi thiền. Có một cái đêm nọ, lúc mà hai người nằm ngủ đó, mọi thứ vẫn trôi qua một cách rất là bình yên. Qua tới cái đêm sau, Thư rất là thích nói chuyện với Khương về những cái chủ đề tâm linh. Từ lúc mà hai bạn này rảnh cho đến khi mà nằm ngủ đó, cái đêm hôm thứ hai đó trôi qua sáng buổi ngày hôm sau nha. Tưởng đâu là mọi chuyện bình thường các bạn. Đặc thù công việc đó là bạn Khương này phải đi dậy rất là sớm, bạn phải tới chỗ làm để mà bạn bấm vân tay chấm công đúng giờ. Và vợ của bạn á, là bạn Thư này nè, thì có thể đến công ty trễ hơn cho nên là dậy sau. Nhưng mà cái hôm đó bạn thức dậy trước, nhưng bạn nhìn qua thì thấy là Thư đã nằm kế bên và dậy từ cái lúc nào rồi. Và cái gương mặt của Thư á, trằn trọc lắm các bạn. Kiểu giống như là kiểu nó có nhiều suy tư mà nó xanh xám mà nó thiếu sức sống. Nhìn biết chắc chắn người này thiếu ngủ luôn. Thì Khương mới hỏi, ủa, có làm sao không em? Sao tự nhiên em dậy sớm hơn anh nữa, là sao, bộ công ty có việc gì gọi em lên gấp hay sao? Thì Thư quay qua Thư nói là không phải, nhưng mà em trằn trọc cả một đêm qua em ngủ không có được sâu giấc đó. Thì Khương mới kêu là chắc là do em mệt quá thôi, thôi em nằm nghỉ chút xíu đi, rồi hồi mình ráng đi làm. Thì cái buổi sáng ngày thứ hai, bạn Khương với bạn Thư này vẫn đi làm bình thường, và đến cái buổi tối lúc mà trở về nhà đó, thì bạn Thư bạn có kể là anh biết không, hôm qua trong cái lúc mà em ngủ trằn trọc như vậy đó, thì em có một cái giấc mơ. Em thấy là mình đang đi bộ trên một cái con đường rất là vắng, và đằng sau lưng em á, có nguyên một đống trẻ con luôn, rất là nhiều. Và tụi nó cứ đi theo sau em như vậy, đến khi mà em quay lại để em nhìn á, thì em phát hiện ra đây là mấy đứa nhỏ ở dưới quê của em đó anh. Mà em không hiểu tại sao tụi nó cứ đi theo em như vậy. Nghe tới đây nè, Khương cũng chưa nghĩ gì đâu. Bạn vẫn tiếp tục bạn trấn an thôi, bạn kêu là chắc là lâu em không về, thì nhiều khi những cái ký ức ở trong não mình thì nó cứ trào ngược ra và chuyển thành cái giấc mơ thôi, chứ cũng không có là cái chuyện gì đâu. Nên là thôi giờ mình ăn, tranh thủ ăn xong đi, rồi mình lên giường mình ngủ sớm, vì hôm qua em đã rất là khó ngủ rồi. Và rồi hai bạn cũng nói chuyện các thứ xong rồi đi ngủ sớm, tại vì khuya qua là không ngủ ngon giấc, cho nên là cố gắng. Khương nằm bên cạnh ha, vỗ về người yêu của mình vào trong cái giấc ngủ. Và cái đêm thứ hai này nè các bạn, vẫn như vậy. Bạn vẫn thức giấc nha, thấy vợ của bạn đó, bạn Thư đó, là lăn qua lăn lại. Và lúc này Khương có hỏi là sao nữa vậy em, bởi em không ngủ được hả? Và khi này là bắt đầu lo lắng lắm rồi nha. Lúc đó Thư có kêu lại với Khương á, là anh ơi, em lại nằm mơ tiếp. Em thấy á, là mình vẫn đi trên một cái con đường rất là vắng, và đằng sau có một cái thằng con trai nào đó cao to lắm, nó đi theo em anh ơi. Cái gương mặt của Thư khi này là kiểu không phải là
dạng như là nó chỉ bị nằm mơ linh tinh nữa đâu, mà nó thực sự là bạn cực kỳ bạn hoang mang luôn. Thì tiếp tục Khương bây giờ đâu biết làm sao, chị trấn an kêu là chắc là do em suy nghĩ nhiều quá hoặc là em đọc nhiều quá, đâm ra là em mơ thấy như vậy. Và cứ nói một hồi thì Thư cũng nằm xuống để Thư ngủ. Nhưng lúc mà thấy là bạn Thư bạn ngủ rồi thì Khương mới bắt đầu suy nghĩ nha. Có cái cảm giác là nôn nao, lo lắng, bất ổn, nó rõ ràng nó trào lên trong người của Khương luôn. Cho nên qua ngày hôm sau, bạn có gọi cho ba của bạn đó, nói về những cái vấn đề như thế này, đề cập rõ ràng tới cái vấn đề bạn nghi ngờ là có khi nào là trong cái căn phòng trọ này hoặc vì một cái yếu tố nào đó mà vợ của bạn bị vong theo hay là không. Nghe xong á, qua ngày hôm sau thì kiểu ba của bạn Khương này nè, có kêu Khương với lại Thư đi qua nhà đó. Ngồi nói chuyện cũng bình thường, nói rất là nhẹ nhàng thôi, cũng trấn an đủ kiểu và kêu là thôi để mai á, ba lên chùa ha, ba xin cho một cái dây chuỗi của thầy về đeo coi, chắc là sẽ tốt hơn đó. Và nghe rất là nhiều những cái lời khuyên thì cả Thư với lại cả Khương đều kiểu là yên tâm hơn, cũng bớt lo lắng và vui vẻ đi về. Nhưng vào cái đêm đó các bạn, mọi thứ nó trở nên tồi tệ hơn rất là nhiều. Lúc mà ngủ thì không biết đâu, nhưng cái buổi sáng khi mà thức dậy đó, lại tiếp tục thấy Thư dậy trước rồi. Và khi mà hỏi thăm thì cái thái độ của Thư nó rất là khác mọi ngày luôn. Một hồi sau khi mà gặng hỏi thì Thư mới kể là anh ơi, hôm qua anh biết không, Em nằm mơ thấy cái người con trai trong cái giấc mơ hôm nọ mà đi theo em trên con đường đó. Em nằm mơ thấy cái thằng đó nó quan hệ với em anh ơi. Và đến cái đoạn này chắc chắn là câu chuyện nó không có hề đơn giản nữa rồi ha các bạn. Và sau rất là nhiều lần giật mình tỉnh dậy, trằn trọc không ngủ được và những cái giấc chiêm bao cực kỳ lạ thường, cái gương mặt của Thư xuống sắc luôn. Kiểu nó giống như là có mấy ngày trôi qua thôi mà nó gầy sợp đi, mà mặt mày nó xanh xám, da dẻ thì nó khô đét như vậy đó. Người uể oải rất là mệt, chưa kể là cái sức khỏe, cái tinh thần của Thư á, nó cũng xuống luôn. Lúc nào cũng trong cái trạng thái là sợ sệt, lo lắng, bất an á. Và trên người của bạn Thư này nè, nó xuất hiện những cái vết bầm tím không rõ nguyên do. Chưa dừng lại đó đâu các bạn, ngay cái buổi chiều hôm đó, thấy tình hình căng thẳng quá cho nên là bạn Khương này mới chở Thư đi chơi cho nó bớt nghĩ đi. Thì Khương có gọi hai người bạn tên là Minh với lại An đó. Hai người bạn này là trong cái hội mà chạy cái xe cào cào ha, chung với lại Khương cùng một cái người nữa là một cái người bạn rất là thân của Khương luôn tên là Khoa, đi uống cà phê ở cái quán mà mọi người hay lui tới đó. Và tưởng chừng là chở người yêu mình ra đây, gặp mọi người nói chuyện qua lại kiểu là dương khí nó nhiều á thì nó sẽ đỡ căng thẳng hơn. Nhưng không, mới ngồi được chút xíu thôi nha thì Thư bắt đầu rơi vào trong cái trạng thái giống như mê sảng á các bạn, nói linh ta linh tinh lắm kìa. Kiểu là quay qua nói với lại Khương á là anh ơi, em thấy là nó sắp chiếm lấy em rồi, nó sắp chiếm được em rồi anh ơi. Và một lúc sau, Càng ngày là bạn càng nói những cái câu chuyện nó linh tinh kinh khủng luôn. Và không ai hiểu là bạn đang nói về cái vấn đề gì hết bạn Thư này nè. Thấy sợ lắm, cho nên là Khương mới gọi cho ba của mình nha. Ba kêu là hôm nay nhất quyết là hai đứa bay phải đi về nhà, tức là nhà ba mẹ ruột của Khương để mà ngủ. Tại vì ở nhà có thờ cúng này kia cho nên chắc là sẽ không sao đâu. Và nghe như vậy lật đật, mọi người xung quanh nhìn thì cũng cảm thấy khó hiểu lắm. Nhưng mà thấy cái thái độ của Khương đó thì mọi người cũng đoán được chắc là có cái câu chuyện gì diễn ra. Nhanh lập tức Khương chở An đi thẳng về nhà ba mẹ ruột của mình. Bạn cảm nhận rõ ràng nha là vợ của bạn Thư á là coi như là đuối lắm rồi. Người nó rất là mệt mỏi, cơ thể nó xanh lè xanh lét mà nó không còn một cái chút sức sống nào hết. Và cái câu chuyện kinh hoàng ập đến. Lúc mà ở trong nhà đó rồi, tưởng đâu mọi thứ có thờ, có cúng xong xuôi hết trơn rồi. 12 giờ đêm nha các bạn. Đồng hồ vừa gõ 12 giờ đêm một cái á. Lập tức bạn Thư này đang nằm ngủ, bạn bực dậy, bực rất là mạnh luôn. Do là Khương nằm kế bên nên là cảm nhận được liền à, với lại cũng ngủ không có sâu á, để canh vợ mình coi như thế nào. Thì vừa mới thấy vợ mình bực dậy, nhìn cái đồng hồ đối diện điểm đúng 12 giờ. Thấy là Thư nhảy xuống cái giường, chạy ra bên ngoài. Đứng trước bàn thờ á, khấn vái lạy
cúi đầu vái lại liên tục khấn, quá trời khấn luôn. Thì lúc đó Khương chạy theo, nhưng mà nhìn không có hiểu là cái chuyện gì đang diễn ra hết. Và chưa kịp nói, chưa kịp phản ứng gì hết trơn, thì Thư tiếp tục chạy xuống nhà vệ sinh nha. Bạn thọt tay vào trong cái xô nước á, Khương có chạy theo và kêu á là: ủa em ơi, có chuyện gì vậy em, có chuyện gì vậy em, Thư ơi em sao vậy? Thì lập tức Thư trả lời bằng một cái giọng rất là gấp gáp. Thư kêu á là: nó chiếm được em rồi, nó chiếm được em rồi anh ơi, đây mới là em nè, đây mới là em nè, anh phải tin em nha anh ơi. Và vừa dứt câu đó, nghe sợ quá trời mà các bạn, kiểu nó quá là ghê rợn đi, cho nên là Khương cũng á khẩu luôn á. Thì Thư lần nữa lại chạy lên bàn thờ, tiếp tục đứng ở đó vái lại. Và ba mẹ của Khương khi này đi ra nhìn thấy câu chuyện hiểu rồi ha. Hai người mới lấy cái điện thoại đó bật cái chú đại bi lên. Thì ngay lập tức bạn Thư này bạn ôm đầu, bạn la lối, bạn kêu là không muốn nghe đâu, đau đầu quá, tắt đi. Nhưng mà Khương biết chuyện, chạy lại ôm chặt người của Thư, trấn an liên tục. Người cứ vỗ về và cái tiếng chú đại bi đó các bạn, nó vang lên giữa nhà vào lúc hơn 12 giờ đêm. Cái khung cảnh đó, nó náo loạn mà nó tâm linh, nó ma mị khủng khiếp luôn. Khỏi phải nói là kể cả những cái người lớn tuổi đó, ba mẹ của Khương lúc đó chứng kiến còn thấy sợ nữa, chứ đừng nói chi là những cái lúc đó kiểu Khương chắc là cũng trạc tuổi nguyễn thôi, thì khỏi phải nói là nó bất an mà nó bàng hoàng mà nó kiểu cảm giác là nó bị ám ảnh như thế nào. Tuy nhiên do là trong nhà đúng như lời của ba Khương nói đó là có thờ có cúng, cho nên được một hồi á, Thư bắt đầu êm dần, mọi chuyện bắt đầu nó lắng xuống êm dần. Thư không còn phá nữa, bắt đầu là nằm yên tại chỗ. Và ba khi này mới nói chuyện với Khương á, là thôi ngày mai đưa nó lên chùa để mà coi thử còn sao. Thì Khương thức trắng cả một đêm để mà quan sát coi là Thư như thế nào. Đúng nha, bạn kể lại đó là Thư không hề ngủ đâu, chỉ nằm ở đó lăn qua lăn lại. Nó giống như là một cái người bị vong nhập, nhưng bây giờ đi vào trong nhà đó, nó có bàn thờ gia tiên cửu huyền thất tổ, là cái bàn thờ giống như là cái linh lực trên bàn thờ cùng với lại cái vong đó, nó đang đánh nhau làm cho cái cơ thể phàm trần đó, nó giằng xé qua lại mà nó đau đớn kinh khủng luôn. Cái buổi sáng ngày hôm đó, mặt trời lên rồi, nhìn thấy là Thư cũng dịu, coi như là gần như là bình thường rồi. Mà công ty thì đang có việc gấp, cho nên là ba mẹ của Khương mới kêu là thôi bây giờ con đi làm đi, con để yên đây, để cho ba mẹ giải quyết câu chuyện này, con tin ba mẹ. Thì lúc đó Khương có chạy lên công ty. Cái người mà hay nói chuyện và hay làm việc trực tiếp với lại Khương nhất trên tên là chị Tâm. Khương kể là bạn nhớ y nguyên luôn, buổi sáng hôm đó có việc, chị Tâm chỉ giao cho bạn một cái bản thiết kế gì đó, nhưng mà tâm trạng của bạn làm thật sự là không có luôn. Bạn gọi điện liên tục về cho gia đình để mà hỏi thăm ba mẹ mình coi là cái tình hình nó như thế nào rồi. Nhưng mà ba mẹ của bạn vẫn liên tục trấn an ha. Tới buổi trưa, chịu hết nổi rồi, bạn cảm thấy là người của bạn bồn chồn, nó không ổn rồi. Nên là bạn mới nói với lại cái chị Tâm đó, kêu là chị ơi, chị cho em xin phép nghỉ nha, ở nhà em có chuyện rồi, em sẽ giải thích cái lý do sau cho chị, bây giờ em chưa có nói được tại vì em cũng không biết nó như thế nào nữa. Và nhìn thấy cái gương mặt của cái người đồng nghiệp, cái người em của mình mà, nhìn thấy là biết chắc chắn là nhà thằng này phải có chuyện luôn, tại vì cái mặt nó xanh lét, mà sáng giờ ngồi đây cứ bồn chà bồn chồn gọi điện liên tục về gia đình mà hỏi sao rồi. Cho nên chị Tâm kia, chị cũng tâm lý lắm, chị kêu là thôi em về lẹ đi, rồi có gì nói, có gì cần nhờ chị giúp thì báo chị. Và đến khi mà bạn về được tới nhà rồi ha, thấy là mọi người ở nhà đông đủ hết, và bạn được nghe gia đình của bạn kể lại đó, là buổi sáng bạn Thư này nè tự động nói chuyện với lại ba mẹ của Khương, kêu là cô chú ơi, cô chú dẫn con lên chùa đi. Không có bất cứ một cái người đang bình thường nào mà tự nhiên đòi đi lên chùa hết trơn, các bạn chắc chắn là phải có chuyện luôn. Đây huống hồ là Thư còn trải qua rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh như vậy nữa. Nhưng khi mà dắt bạn Thư lên tới chùa, tới cổng chùa nha, bạn nhất quyết bạn không chịu vào. Nó giống như có một cái gì giằng xé bên trong bạn lắm, nửa muốn bước vô, nửa muốn không. Thì gia đình, ba mẹ của Khương có tìm mọi cách dụ dỗ đưa bạn vào đi trong chùa được ha. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây á, là khi vào tới nơi rồi, nó không thay đổi được gì hết trơn luôn. Cái vị sư thầy ở đó chỉ
cho một cái lá bùa nhỏ gói trong một cái bọc kính á. Kêu là bây giờ về bỏ vào trong cái bao gối nằm của bạn Thư đi thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không ổn một tí nào, không ổn một tí nào luôn. Càng ngày bạn Thương này càng rơi vào trong cái tình trạng là hoang mang hơn. Và trong cái khoảng thời gian đó, bạn nhìn thấy vợ mình lúc tỉnh, lúc mê, nhưng mà chỉ mê man và làm những cái hành động nó không giống con người vào ban đêm thôi. Đây không phải là cái triệu chứng của một cái người bị tâm thần, tại vì mọi thứ nó quá là nhanh đi. Từ lúc mà nhận cuốn sách đó về, đọc xong tìm hiểu, và đến khi bạn ngồi thiền á, và đến khi mà xảy ra cái câu chuyện này, nó chưa đầy 2 tuần nữa. Chưa đầy 2 tuần thì không có một ai mà đang bình thường xong rồi phát bệnh tâm thần mà không có bất kỳ một cái biến cố hoặc là một cái biến chuyển gì hết trong một cái khoảng thời gian nó quá là đột ngột như vậy. Thì lập tức bạn nghĩ tới câu chuyện này chắc chắn 100% là do tâm linh. Nhưng mà xui cái là bạn không tìm được ai để giúp hết trơn. Bạn có hỏi hết người này người kia, xong rồi chỉ cho thầy này thầy nọ, ai chỉ ở đâu thì bạn cũng đi tới nhưng không giải quyết được. Và trong cái khoảng thời gian đó thì bạn có nhờ cái người bạn thân của mình tên là Khoa đó, cái người bạn thân nhất của Khương luôn, kêu tìm phụ thầy đi. Thì Khoa có trong một cái lần có gọi điện lại cho Khương ha, nói là đã tìm được cái thông tin của một cái thầy này nè. Thầy này thì không có số điện thoại đâu, nhưng mà ở trong một cái ngôi đền ngụ tại quận 3 ha. Lúc đó, bây giờ là còn nước còn tát thôi. Ai nói gì ai chỉ đâu thì làm đấy. Khoa chạy qua chỗ của Khương, rồi hai bạn đi qua cái ngôi đền quận 3 theo đúng cái địa chỉ đó để mà tìm. Nhưng mà không gặp cái thầy mà gặp một cái cô nọ. Cái cô này á, lúc mà thấy hai đứa thì đi vô hỏi là kiểu dạ gặp thầy này thầy kia đó. Thì cô cũng thắc mắc lắm, cô biết, cô hỏi là ủa sao mà biết thầy ở đây mà tìm. Nhưng mà xui cái là bây giờ cái ông thầy đó ổng không còn ở đây nữa đâu. Thầy ở một cái nơi khác rồi. Nhưng mà thầy chữa là thầy chữa ở đây nè. Bây giờ cô cho hai đứa số điện thoại ha, gọi đi. Nhưng mà có gặp được thầy hay không á là tùy duyên. Tại vì không phải là ai gọi thầy cũng bắt máy đâu. Số lạ gọi tới nha, giống như là có cái duyên cái số sao đó các bạn. Có một số mà bắt máy, nhưng có một số thì không. Mà những cái người mà làm cái nghề này á, là người ta không tiền bạc gì trơn, rất là ít khi nào mà người ta lấy tiền bạc, hoặc là kiểu là muốn cho nhiều đó là cho vậy thôi. Và chính vì vậy cho nên ta duyên số kiểu đó, người ta không có giúp theo cái kiểu gọi là kiểu dạng như là công nghiệp. Tất nhiên mình không nói những cái bạn nào mà dạng là phải có yêu cầu đủ lễ rồi này kia để mà cúng lên trên bàn thờ, thì đó là một cái khác, nó liên quan tới phần lễ rồi. Còn những cái người thầy đa phần mà mình nghe những cái câu chuyện các bạn kể lại đó, đa phần là họ không có lấy tiền, ai muốn cho nhiều cho. Thì nghe như vậy, theo cái tâm lý chung á, thì bạn Khương với lại bạn Khoa này cũng nghĩ chắc là cái vị thầy này sẽ giúp được cho cái người vợ của mình. Thì bạn mới cảm ơn rối rít luôn. Bạn gọi điện thoại, bạn nghĩ là hy vọng, mong muốn là cái người thầy đã bắt máy liền. Nhưng mà chỉ do một cái hồi chuông thôi, đúng một cái hồi chuông thôi, thì đầu dây bên kia bắt máy. Mừng, vô cùng mừng. Bạn kể lại cho thầy nghe trường hợp của vợ bạn đó. Thầy mới nói là thôi được rồi, thầy biết rồi. Nếu vậy đó, thì 3 bữa nữa nha, ghé lại chỗ của thầy đi, rồi thầy giúp cho. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó các bạn, kiểu là bạn Khương này nè, bạn thấy là vợ của mình á, Thư á, thời điểm đó là kiểu nó cứ điên điên dại dại, mà cái tình trạng mà nó kiểu, mà bạn Thư kia bạn kiểu giống như là bạn không còn tự chủ được cái suy nghĩ của bạn nữa, mà bạn không còn điều khiển được cái cơ thể của bạn nữa. Và nhìn nó rất là xót, nó rất là đau đớn. Và cái người bị thì người ta đã như vậy rồi không nói, nhưng những cái người thân xung quanh, đặc biệt là Khương đó, dự định là sẽ cưới cái bạn này, và hai bạn rất là yêu nhau luôn, cho nên thấy người yêu của mình bị dày vò cái thể xác và cả tinh thần điên điên dại dại thì bạn không có chịu nổi ha. Cho nên trong vòng 3 ngày đó thì bạn có nhớ tới một cái ông anh. Ông này ngày xưa chơi xe cào cào á, chỗ mà nói chung là hai anh em cũng có quen biết nhau. Thì ông đó ổng cũng kiểu là thích tìm hiểu về những cái câu chuyện tâm linh giống như vậy. Đột nhiên nhớ ra ổng luôn, thì ổng tên là ông Nghi. Thì mới gọi cho ổng kêu là bây giờ có cái thầy nào không để giúp cho bây giờ cái trường hợp là bị như vậy nào. Thì cái ông Nghi kia kêu là để ổng cho cái số cô này, vì cái cô này chắc chắn là sẽ biết cái thầy pháp trị được cho vợ của mày. Thì sau đó khi mà cái ông Nghi kia ổng gọi, ổng nói trước, sau đó ông đưa ngược lại cái số cho Khương. Thì Khương gọi đó, thì Khương cũng kể tất tần tật về cái câu chuyện, về cái quá trình. Thì cái cô này cũng kêu á,
Vậy đúng nha, đúng là vợ, đúng là bạn gái người yêu của con á, là bị vong theo rồi. Nhưng mà cô á, thì cô không trị được đâu. Cô cho cái số điện thoại của một cái thầy này nè, con liên lạc với thầy này đi. Giống như kiểu gia đình của bạn á, bạn Khương với lại bạn Thư này, cùng với lại ba mẹ hai bên luôn nha, bị dẫn đi một cái cú phải nói là kiểu cực kỳ là kinh khủng luôn. Cái ông thầy mà cô kia cho số tên là Bảo ha, nhà của ổng ngay chỗ Phạm Hùng quận 8 này nè. Bạn gọi bạn kể thì ổng mới kêu là thôi bây giờ chở con bé qua gấp đi, thì mẹ bạn với lại bạn mới chở Thư đi theo. Và trước khi mà chở đi á các bạn, bạn nhảy lên xe, Khương có tìm cái chìa khóa, tìm hoài mà tìm không ra. Cả bạn Khương nè, cả mẹ, cả ba nè, tìm hết cả nhà luôn, mọi ngóc ngách, vì cái nhà cũng nhỏ chứ có phải to tát gì đâu. Vậy mà cái chìa khóa tìm hoài không thấy. Và đến cuối cùng Đảo làm sao các bạn, đi ra ngoài tới cái chỗ cái xe ha, thì thấy là chìa khóa được cắm sẵn trên xe từ cái lúc nào rồi. Trong khi đó ban nãy nhìn không thấy là không thấy. Dắt xe ra khỏi nhà, tống ba luôn nha. Thư ngồi ở giữa, mẹ của bạn thì ngồi sau, bạn thì lái. Lý do vì sao là phải đi như vậy là Nguyễn có kể rồi, là trong những cái khoảng thời gian này nè, là Thư giống như là không có tự chủ được tinh thần nữa, cho nên là hai bạn này không thể nào tự đi được với nhau, vì không biết là bây giờ Thư ngồi sao, lỡ mà kiểu bị xúi dục hay bị gì, hoặc là bị lên cơn, hoặc là bị nhập á, lao xuống đường á, thì có khi là chết. Cho nên bắt buộc là phải có mẹ ngồi kẹp ba như vậy. Chạy qua tới nhà của ổng rồi thì ổng mới kêu là theo tôi. Ổng dẫn lên trên lầu nha. Ở xung quanh toàn là tượng thờ, xong rồi bùa treo các kiểu, mặc dù ở dưới nó chỉ là mỗi căn nhà bình thường. Thì ổng bắt đầu là ổng mặc đồ quần áo, nói chung dạng giống như là đạo sư các bạn. Ổng đốt nhang, ổng khấn vái, ổng khấn cái gì đó mà bạn nghe rõ nha. Bạn nghe cái câu được câu mất, nhưng cái chữ bạn nghe rõ nhất là Pháp Sư Lỗ Bàn. Khấn vái xong, ổng lại ổng nói chuyện, ổng nói đủ thứ luôn. Và ổng kêu á là vợ của bạn này nè, vừa bị vong theo mà còn vừa bị người ta chơi ngải nữa. Trải qua một cái quá trình tâm linh rất là dài như vậy, biết là chắc chắn là vong rồi. Nhưng mà tới đây nghe ông thầy kêu á là vợ con vừa bị vong theo mà vừa bị ta chơi ngải nữa. Ai trong cái hoàn cảnh nó cũng sợ các bạn. Và gia đình của mẹ của Khương nè, với lại Khương á, cảm giác là tìm được cái ông thầy này giống như là bàn thua vào cái phút 90 vậy đó. Cảm ơn rối rít luôn, xong rồi kêu năn nỉ là thầy ở bây giờ thầy cứu vợ con, bây giờ cứu con dâu con, nói chung năn nỉ đủ kiểu hết trơn các bạn. Và khi mà ngồi nói qua lại khoảng 15 phút sau á, thì bạn Khương bạn kể là ông thầy này ổng trị theo kiểu là múa may quay cuồng gì đó. Nhìn qua thì thấy là tâm trạng giống như là cái phản ứng á của Thư nó không có còn giống như là bình thường mà Thư lên cơn mà Thư phá nữa. Và sau khi xong xuôi hết trơn rồi, tin ông thầy này quá trời mà, ổng ngồi xuống ổng dặn ha, cái ca này nè, do là bị cả hai thứ vừa vong vừa ngãi nặng lắm ngang, phải tới đây 4 ngày nữa thì mới khỏi. Mừng rỡ rất là rối rít luôn, cảm ơn không biết là phải nói cái từ nào. Bạn Khương nè, vợ của bạn với lại mẹ của bạn đó, ba người lại chở nhau đi về nhà. Và do là rất là tin tưởng cái ông thầy này nè, nên là cũng nhẹ người lắm. Vậy mà về tới nơi nha, bạn Khương bạn nhận được một cái tin nhắn từ cái ông thầy đó gửi á, là muốn chữa hết á thì gửi thầy 20 triệu đi, thầy chữa hết cho. Đọc xong bạn cảm giác là trời đó nó quay cuồng luôn. Kiểu bạn quýnh lên lúc đấy á, môi tiền ra 20 triệu thật sự là bạn không có. Nhưng mà thôi giờ cũng cố thôi, bạn vay mượn đủ kiểu để mà có đủ cái số tiền như là ông thầy ổng yêu cầu. Và sáng cái ngày hôm đó, ba mẹ của vợ bạn đó, ba mẹ của Thư, ba mẹ ruột ha, có hay cái tin là con gái mình bị như vậy, cho nên là có tức tốc bắt xe từ dưới Tuy Phong Bình Thuận lên thẳng Sài Gòn luôn, lên ngay và luôn nha các bạn. Và khi mà hai người này lên tới nơi nè, nhưng mà hai người đó lại không có tin, kiểu cô chú bên kia là không có tin vào cái vấn đề tâm linh này đâu. Cho nên là có đề xuất là dẫn con Thư nó đi bệnh viện đi, và chính xác là bệnh viện tâm thần đó. Nhưng mà bạn Khương với lại gia đình của bạn kiểu là can lắm, năn nỉ là thôi giờ lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, nếu mà bây giờ đưa 20 triệu chữa mà không hết á thì sẽ đi vào trong bệnh viện.
Và thuyết phục qua lại thì ba mẹ vợ của bạn Khương cũng đồng ý ha. Và qua cái ngày hôm sau, cả hai gia đình luôn bắt taxi và đưa Thư quay trở lại đó và cầm theo đúng số tiền là 20 triệu. Và vẫn như cái ngày hôm trước á, tới nơi rồi thì ông này ổng tiếp tục là thủ tục, ổng bận đồ rồi ổng cúng kiến. Và trước khi ổng bắt đầu gọi là trị á các bạn, thì ổng dặn là khi mà chữa dứt hoàn toàn rồi, lâu lâu phải quay lại đây để mà đốt nhang cho tổ, nghe chưa. Và ổng có viết một cái lá bùa các bạn. Ổng kêu là đặc thù của cái phái Lỗ Ban của ổng á, là viết bùa đốt lên, sau đó là thả vào nước và ép cái bản thương này bạn uống. Và khi mà ổng múa lên trên bàn thờ xong xuôi rồi thì ổng cầm một cây roi, ổng đánh liên tục vào trong người của Thư. Ổng kêu là đi ra, đi ra, đi ra khỏi thân xác của người ta đi. Đánh rất là dữ dội luôn các bạn. Và càng đánh á, thì bạn thương này bạn càng phản ứng lại. Nó giống như là khi mà mình dồn một cái người vào đường cùng thì người ta sẽ phản kháng đó. Mà đặc biệt là bạn Thư bạn rất là mạnh nha. Là con gái á, vậy á, mà bạn Khương này nè, ba của bạn và ba ruột của Thư, ba người đàn ông nhào vô mà ôm không được luôn. Thư rất là mạnh, mạnh một cách kỳ lạ. Bạn Khương này bạn kêu là chỉ cần một cái vung vai thôi, cả ba người đàn ông văng ngược ra sau và ngã nằm ở trên sàn, rất là đau đớn. Trong khi bạn kia thì vẫn tiếp tục vùng vẫy. Bạn Thư la hét phản ứng nhưng không có dám làm gì ông thầy hết trơn nha. Một hồi ông thầy càng đánh thì bạn càng hét lớn lên. Ba người sao hết cản nữa rồi. Thấy là bạn Thư này nè, bạn vung tay một cái bạn đạp cái tấm rèm che, cái kiểu giống như là dạng cái bức bình phong á các bạn, nó lực ngã ngang ra luôn. Và thiếu điều á là nó kiểu là cái bàn thờ của ông thầy á, là suýt nữa là bị bạn Thư này bạn đạp đổ luôn rồi. Cái khung cảnh lúc đó nó náo loạn lắm, nhìn nó ghê rợn, nó không khác gì một buổi tra tấn hết trơn. Không biết là bạn Thư kia bạn có đau không, nhưng ba người ngồi sau ai cũng xót á. Bạn Khương nhìn thấy, thấy là vợ của mình bị đánh đập một cách liên tục thì tự nhiên không biết sao trong lòng bạn có một cái suy nghĩ nha. Không được rồi, cái kiểu này nó có gì đó sai sai mà không được rồi. Bạn linh tính như thế nào mà bạn lại muốn gọi điện cho cái ông thầy ở cái ngôi đền kia, có nghĩa là cái chỗ đầu tiên á, là cái ngôi đền quận 3 đó. Bạn chạy xuống dưới nhà, cái chỗ chữa trị, cái chỗ mà cúng bái của ông Bảo này là nằm trên lầu ha. Thì bạn mới rời khỏi chỗ đó, bạn chạy xuống nhà, bạn gọi điện thoại, bạn tường thuật lại toàn bộ những cái câu chuyện về cái buổi cúng kiến này nè cho cái thầy đầu tiên mà bạn gọi đó. Thì cái người thầy kia chỉ kêu á là thôi không sao, tôi hiểu hết rồi, cứ trị đi, nếu mà không hết á thì qua tôi, mà đừng có gọi tôi bằng thầy bà gì hết trơn, tại vì tôi mới có hơn ba mấy tuổi thôi, gọi tôi bằng chú là được rồi, mà tôi chữa là không có lấy tiền bạc gì đâu nha. Nghe như vậy tự nhiên bạn có một cái linh tính á, bạn cảm thấy nó rất là vui và nó nhẹ nhàng ở trong lòng lắm. Và bạn có năn nỉ cái vị thầy này nè, tạm gọi tên là thầy An đi. Năn nỉ thầy An á, là thầy ơi, bây giờ đang chữa bên đây nhưng mà con thấy á, là chú ơi, con chú An ơi, con thấy là vợ con bị đánh nhiều quá, thì không biết là bây giờ có đưa qua bên cái đền ngay chỗ quận 3 của chú chữa luôn được không. Thì năn nỉ quá trời năn nỉ luôn, thì cái chú An kia chú mới kêu là thôi được rồi, bây giờ đưa qua bên đền quận 3 đi rồi tôi xuống liền. Và vừa nghe dứt câu đó các bạn, là Khương chạy lên trên thì cái buổi lễ ở trên đó nó cũng xong rồi. Ông Bảo này ông cũng đã chữa xong rồi ha. Không nói không rằng gì hết, cũng không lấy lại 20 triệu tiền bạc này kia, cứ kệ luôn. Cả nhà đi ra xe taxi và Khương có trình bày lại câu chuyện đó. Thì tất nhiên trong cái tâm thế là ba mẹ ruột của Thư á, tại sao mày mới vừa nói là mày cúng 20 triệu cho ông thầy này thì ông sẽ chữa hết, bây giờ mày lại đòi dẫn con gái tao qua bên cái chỗ ông thầy khác. Thì tất nhiên là với những người mà người ta không tin vào cái chuyện đó, thậm chí là có tin đi chăng nữa thì thấy là cái hành động này nó giống như là nó thiếu suy nghĩ và nó hơi kiểu, nó giống như là kiểu nó không có được tính toán cẩn thận trước á. Đâm ra tâm lý của người lớn thì cũng dễ hiểu thôi. Cho nên cô chú bác bỏ liền luôn, kêu là không, bây giờ không nữa, nếu mà cái chỗ này không hết thì đưa qua bên bệnh viện tâm thần để mà con người ta uống thuốc, người ta điều trị, chứ không có đưa vào trong bất kỳ một cái đền đài nào để mà làm lễ cúng bái gì hết trơn hết. Tuy nhiên thấy là kiểu cái gương mặt của Khương á, thiếu điều là muốn khóc luôn á, cho nên là thôi bây giờ cũng bây giờ biết là thằng này nó cũng thương con gái mình chứ nó cũng không có ý là làm hại gì hết, mà tiền bạc thì nó cũng lo nó chạy vậy này kia các kiểu, cho nên là cô chú thôi giờ chấp nhận cho đi qua bên cái đền bên quận 3. Bạn Khương bạn lại gọi điện cho thầy lần nữa. Thì thầy có dặn thêm một cái việc á, là tôi đang trên đường xuống đây nè, bây giờ nghe lời tôi ha, dọc cái đường đi á
bức cho tôi một cái nắm cỏ dại, ghé chợ mua cho tôi một cái con dao chặt xương, cái loại dao to đó. Nhiêu đó đủ rồi, qua tới đây á là chú trị bệnh cho. Và bạn Khương này lập tức làm theo lời của chú, nó mua đủ đồ đạc. Và có một cái điểm rất lạ nha, khi mà làm lễ bên chỗ điện của ông Bảo á, ngay chỗ cái phòng bùa của ông thầy Bảo bên quận 8 á các bạn, bước ra khỏi căn nhà của ổng rồi thì bạn Thương này bạn giống như là bạn không còn phá nữa, bạn dịu lại hẳn. Nhưng mà khi qua tới trước cửa ngôi đền bên quận 3 thì tự nhiên nói năng linh tinh, vùng vẫy phá phách quá trời, nói chung là không chịu vào. Nhưng mà khi gia đình cố gắng đưa được vào trong rồi đó thì bắt đầu là thứ im lặng. Chú An khi này tới rồi các bạn. Khương tả lại là một cái chú nhìn nó trẻ lắm. Chú kêu là lên chánh điện đi, lên trên lầu đợi chú chút xíu. Và cả nhà lên hết luôn, không cần ai phải ngồi dưới hết. Và để cho cái cô này nè, cổ ngồi ngay trên đầu ha. Khi mà chú An chú lên, chú kêu là bây giờ Khương đi thắp nhang một vòng trong đền. Chú bận một cái bộ đồ bình thường lắm, Khương kể lại là không phải đồng phục như là ông thầy kia đâu, nó chỉ là một cái chiếc quần dài với lại cái áo sơ mi dài tay thôi. Thì chú này chú cũng đốt nhang rồi nói chuyện nhẹ nhàng mà vui tính lắm các bạn. Và mẹ ruột của Thư thì rất là sợ cảnh con mình bị cầm đồ đánh giống như là cái ông thầy Bảo kia, thì cũng kể kể cũng nói vậy đó. Thì chú An chú mới nói là yên tâm đi, ở đây á là chỉ tụng kinh thôi, ai muốn nghe thì nghe, nghe thì tốt á, còn không muốn nghe thì ra ngoài chứ không sao hết trơn. Và nói chuyện qua lại một hồi thì mọi người bắt đầu im lặng. Và chú bắt đầu là chú trị cho cái bạn Thư này. Một tay á đặt lên trên đầu của bạn Thư, tay kia thì cầm nhang, và sau lưng có một cái anh tên là anh Đạt. Anh này là đệ tử của chú An á, ngồi để mà hỗ trợ thầy của mình. Và khi mà chú An bắt đầu niệm, dạng gọi là trì chú á các bạn, niệm liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ. Và sau đó cái anh Đạt đệ tử kia đó, anh lấy cái đống cỏ dại mà ban nãy căn dặn là bước ở dọc đường để làm một cái thớt. Và khi này chú An chú không còn đặt tay lên trên đầu của bạn Thư nữa, nhưng mà chú vừa trì chú vừa cầm cái tay kia lấy con dao mà chặt xương á các bạn, chặt đôi cái đống cỏ dại đó ra, chặt một cái rất là mạnh luôn. Và ngay cái khoảnh khắc này nè, chú An nói với cả gia đình của bạn Khương với lại Thư đó, kêu là xong rồi, mọi người á đi về được rồi. Ai cũng hoang mang lắm, không biết là thật sự xong chưa. Chú có tiễn mọi người xuống và chú nói là xong rồi, tin tôi đi, xong rồi. Và đến cái lúc về nhà đúng là Thư không còn quậy nữa các bạn. Nhưng mà chỉ là không quậy phá thôi, chứ cái đầu óc của Thư á, nó không có trở về được cái trạng thái bình thường đâu. Dạng giống như một cái người mất hồn á, lâu lâu hay lơ mơ hay nhìn xa xăm, không ăn uống gì, là trạng thái của một cái người tâm thần luôn. Thấy như vậy thì bạn Khương có gọi điện lại cho chú An và chú vẫn khẳng định là không còn vong theo nữa đâu. Và một hồi sau á thì có cái anh Đạt là cái anh đệ tử của chú An có gọi điện trực tiếp cho Khương và khẳng định lại một lần nữa là không có còn cái chuyện vong theo nữa đâu. Thì Khương mới nhớ lại là cái ông thầy đầu tiên kêu mình á là vợ của con, à là ông thầy Bảo bên Phạm Hùng quận 8 á các bạn, kêu là vợ của con nghe, là không những bị vong theo mà còn có ngải nữa. Thì bạn có hỏi cái anh đệ tử thì cái anh đệ tử mới trả lời là sư phụ có nói lại cho anh nghe, cho tôi nghe rồi. Thật ra đó là cái cô đó cổ chỉ bị vong theo thôi, còn cái chuyện ngải là không có đâu. Cái ông thầy kia ổng nói như vậy á là chỉ để gia đình hoang mang và vòi tiền của gia đình mà thôi, chứ không hề có ngải gì á trong người của cái cô Thư đó đâu. Không có, tôi cam đoan luôn. Nghe tới đây bị sốc chứ các bạn. Và mãi về sau này nha, gia đình của bạn Khương có biết thêm được một cái chuyện á, là khi mà hỏi thăm những cái người mà hết bệnh do chữa ở bên nhà của cái ông thầy tên Bảo đó đó, nhiều người kêu là ông này nuôi vong và không phải chữa hết hoàn toàn đâu, kiểu là lâu lâu quay lại để mà phúng điếu để nuôi ổng vậy đó. Ông này ổng chữa bằng cách á là giống như là ổng sai binh đó các bạn, tức là chữa dứt ngay lúc đó thôi, nhưng mà phải lâu lâu phải đi lại cái chỗ ổng, chứ không đi á là không bao giờ mà hết hẳn hoàn toàn được. Nó giống như kiểu mà mình uống thuốc mà mình nuôi bệnh vậy đó. Và cái lúc đi qua bên nhà ổng á, ông Bảo á là ông có ếm lên trên người của bạn Thư này một cái pháp. Và cái hành động của chú An khi mà chú cầm con dao nha, chú chặt đôi cái đám cỏ mà gia đình của bạn Khương này nhặt ven đường, thật ra không phải là để cắt cái vong nó đi, mà để chặt bỏ cái pháp của cái ông thầy Bảo đã ếm lên trên người của bạn Thư. Khỏi phải nói là cái cảm xúc của gia đình á,
Tưởng đâu là đã tìm một ông thầy giỏi ổng chữa được, nhưng mà ổng không chữa mà ổng lại nuôi bệnh theo kiểu như vậy thì gia đình rất là buồn và không còn biết là dùng cái từ ngữ gì để mà diễn tả luôn đó. Và khi biết được câu chuyện đó xong, có một cái điểm như thế này nè. Chú An với lại anh Đạt đều khẳng định 100% là không còn vong theo nữa. Vậy tại sao bạn Thương này bạn vẫn không có quay về cái trạng thái tỉnh táo như người bình thường? Cho nên á, mặc dù nghe thì nghe như vậy thôi, nhưng mà bạn cũng tuyệt vọng xong rồi. Vì một khoảng thời gian quá là dài đi, mệt mỏi nè, bất lực nè, nhưng mà tiến triển thì nó không có quá nhiều. Cho nên bạn quyết tâm á, là thôi bây giờ sẽ đưa Thư đi về quê để nghỉ dưỡng, coi là nó có tiến triển hơn không. Thì lúc mà đi lên xe để về quê, lên taxi á các bạn, thì ba mẹ vợ của bạn Khương này là ba mẹ ruột của Thư đó, không có lái ra bến xe đâu nha, mà chở thẳng vào trong bệnh viện tâm thần. Tại vì như Nguyễn có nói lúc đầu á, vốn dĩ là cô chú không có tin vào cái cách chữa trị này, một mạch đi tới bệnh viện để mà thăm khám luôn. Vô trong đó thấy là cái trạng thái của Thư á, là kiểu dạng không có tỉnh táo mấy đâu, dạng như là kiểu cũng là mà là mờ vậy đó. Vô khám nè, xét nghiệm nè, chụp chiếc đo điện não, điện tim đo đủ hết, toàn bộ khám không chừa một cái xét nghiệm gì hết. Cầm giấy ra gặp bác sĩ, bác sĩ phán đúng một câu xanh rờn nè: mọi thứ bình thường, cái này á, là chỉ bị suy nhược thôi chứ có gì đâu, và kê cho một loạt thuốc an thần. Nhưng mà lúc mà cầm cái đơn thuốc trên tay á, bạn Khương bạn nghĩ là rõ ràng bác sĩ bảo bình thường do suy nhược, nếu mà suy nhược thì chỉ ăn uống xong rồi nó hết thôi, nhưng sao lại phải đi uống cái thuốc an thần làm gì, không lẽ chỉ uống thuốc để mà ngủ ly bì hay thôi sao? Cho nên là bạn Khương này bạn phản đối cái việc là cho vợ mình uống thuốc an thần. Vậy đó, đi về quê thì cũng có nhiều câu chuyện xảy ra, nhưng đúng như là lời của chú An là bạn này không có còn bị phá nữa, không có còn bị kiểu này kia, nhưng mà chỉ có cái là cái tâm thần của bạn á, nó chưa có được bình thường giống như là ngày xưa. Nhưng mà dần dà qua một cái khoảng thời gian dài ha, bạn Khương này yêu bạn Thư tới nỗi là xin nghỉ việc luôn, ở dưới quê để chăm sóc không khí trong lành, rồi mọi thứ đi chơi, hai người gắn kết với nhau. Thì dần dà qua một khoảng thời gian thì bạn Thư bạn cũng tỉnh táo, bạn cũng hết hẳn. Rồi hai bạn Khương với lại Thư đi lên lại Sài Gòn, thấy là vợ mình, người yêu mình bình thường lại rồi. Và thậm chí là Thư còn kể cho mọi người nghe trong cái hành trình mà bạn Thư này bạn bị vong theo á, bạn nghe và bạn thấy được những cái thứ gì. Những cái thứ đó là người thường không ai có thể nhìn thấy được, nhưng mà nghe kể ai cũng tin hết. Tại vì cái quá trình bạn này bị nhập và làm giống như là kiểu mất khống chế cơ thể của mình á. Và kinh khủng nhất là cái lần đang giữa đêm ở bên nhà của Khương, chạy ra bàn thờ khấn vái, sau đó là chọt tay vào cái thùng nước ở trong nhà vệ sinh và kêu á, là nó chiếm được em rồi, đây mới đúng là em nè. Là cái khoảnh khắc đó, do là cái linh lực từ trên bàn thờ cho nên bạn mới thoát, tạm thời thoát được khỏi cái khống chế của cái vong kia. Tuy nhiên cái vong đó là như thế nào á, thì chỉ có những cái người, ví dụ như là thầy An, chú An đó, hoặc là cái ông thầy bảo biết chính xác thôi. Nhưng mà hai người đó, cái ông thầy bảo là không liên lạc nữa rồi, còn chú An thì chú cũng không nói. Và bản thân bạn chỉ nhìn thấy là bạn quan hệ với lại một cái người con trai thôi, nhưng cụ thể ở đâu, quê quán như nào, và chết như thế nào, và lý do vì sao lại theo bạn á, thì bạn không biết. Nhưng thời điểm đó, câu chuyện không quan trọng nữa, mà quan trọng là Thư đã trở lại bình thường rồi. Và tiếp thêm một khoảng thời gian ngắn sau, hai bạn hí hửng lên kế hoạch đi chơi cho thư thả sau bao nhiêu chuyện kinh khủng trải qua đó. Hai bạn lái xe về quê 2 ngày rồi sau đó chạy một mạch lên trên Đà Lạt luôn. Và bạn có ở một cái homestay. Ban đầu á, đi vào thì bạn cảm giác nó êm đềm, nó rất là chill chill, nó rất là thoải mái, lãng mạn lắm. Nhưng mà khi bạn Thư bạn bước vào bên trong á, thì tự nhiên Thư nói luôn: anh ơi, sao tự nhiên em có cái cảm giác quen quá, giống như là cái thứ ngày xưa nó sắp tới vậy đó anh. Mặc dù nghe người yêu của mình nói như vậy, nhưng trong đầu của Khương nghĩ chắc là câu chuyện nó chưa qua lâu, nên có thể là Thư bị ám ảnh, vẫn còn nhớ, chưa có quên được nên là nghĩ ngợi lung tung thôi. Cho nên là Khương cũng có trấn an. Thì hai bạn vẫn đi chơi bình thường, và buổi tối hôm đó có một cái người bạn của Khương á, tên là Sang, có dẫn người yêu qua homestay để chơi. Và lúc đó mọi người ở homestay vui lắm, hát hò đủ kiểu trơn. Và cái bạn Sang kia vui tới nỗi bạn Sang kia bạn còn nhận ra cái người đang hát trong homestay á, là trưởng nhóm nhạc The Chili đó các bạn, đang hát ở trên đó nữa. Mọi người rất vui, nói chuyện với nhau rôm rã lắm.
Nhưng mà riêng bạn Thương này bắt đầu có những cái dấu hiệu nha. Mọi người xung quanh không ai nhận ra hết. Và lúc này bạn cũng mới mà, nên là nó chưa có phát ra hết. Và đến cái buổi đêm khuya ngày hôm đó, tự nhiên đang nằm thì bạn Thư bạn giật mình bạn tỉnh dậy. Khương nằm kế bên mà, nhìn qua thấy là thôi xong rồi. Xong rồi, cái hình ảnh này quen quá. Nó giống y chang như sau khi vừa mới trị ở chỗ cái ngôi đền của chú An 1-2 tuần đầu đó các bạn. Nó quá ám ảnh trong một khoảng thời gian rất dài. Tại vì bạn Khương này là bạn chăm, bạn sắp, bạn nuôi một khoảng thời gian quá dài mà. Nên vừa nhìn cái hình ảnh đó là biết rồi, thôi chắc chắn là Thư lại rơi vào là xác không hồn nữa rồi. Là bạn lại mơ mơ màng màng, bạn lại kiểu là không có điều khiển được cái đầu óc của mình nữa. Cho nên lập tức bạn gọi điện cho gia đình ha. Bạn đặt ngay cái vé xe thành bưởi, không thể nào mà bạn chở xe máy về lại được nữa. Vì lúc lên là lên bằng xe máy. Bạn nhờ hai cái người bạn của mình là giữ xe đi. Xong sau đó bạn đặt vé xe thành bưởi chạy về luôn. Khi đặt vé xong, 30 phút sau là xe tới đón. Bạn nắm chặt tay của người yêu mình xuyên suốt 300 km từ Đà Lạt về thẳng Sài Gòn, không buông ra lấy một giây nào hết. Không buông dù chỉ một giây, và rất là lo lắng cho Thư. Một cái tình yêu, một cái sự hy sinh quá là phải nói là kiểu không phải ai cũng được như vậy đâu. Và cái lúc về tới nơi thì bạn mới nhớ, bạn tự nhiên đi ngang nhìn qua cuốn lịch đó các bạn, thì mới nhớ đó, mới thấy nha. Cái hôm đó, cái ngày mà bạn chạy xe từ nhà ba mẹ vợ của bạn lên trên Đà Lạt tới nơi nhận phòng đó, cũng ngay cái lúc mà Thư bị như vậy, chính là ngày 1 tháng 7 âm lịch. Vào cái tháng đó thì âm khí nó lên khỏi phải nói rồi. Và cái khoảng thời gian này nè, Khương kể lại là khoảng thời gian nó rất là tồi tệ. Tại vì các bạn biết, khi mà qua được một cái đẫn rồi đó, tưởng đó là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp, nhưng mà giờ lại có cái dấu hiệu là nó rơi xuống nữa. Và bạn đã nghĩ là từ khi câu chuyện này mới bắt đầu, luôn luôn kề cạnh, sát bên cạnh của Thư á, vì sợ là cái tinh thần và cái suy nghĩ của Thư không có minh mẫn. Và khi mà dẫn về tới Sài Gòn rồi, kiểu lúc đó là cũng không biết phải làm sao nữa hết, cũng không có dẫn đi qua cái chú An kia đâu nha. Cứ ở nhà, cứ theo dõi, cứ chăm sóc như vậy thôi. Và có một cái hôm á, mặc dù theo rất sát nhưng cũng có lúc mệt chứ các bạn. Có một cái lần sơ suất, bạn Thương này bạn tự đi, bạn lấy dao á, bạn rạch tay của mình. Và may mắn nha, là ba mẹ của Khương phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, chứ không có thể, có khả năng là giữ không được mạng rồi. Và từ cái lúc từ Đà Lạt trở về, khoảng mấy tháng dần dần trôi qua. Nhiều khi Khương kể là mệt mỏi lắm, mà đầu năm 20 lên 21 là dịch bệnh mà các bạn. Nhưng mà vì rất là thương, rất là thương, rất là yêu luôn, cố gắng. Rồi dần dần bạn cảm nhận á, là Thư lại phục hồi lần thứ hai và bắt đầu kiểu là, thậm chí là bạn còn cảm nhận là Thư còn tỉnh táo hơn cả cái lần đầu tiên nữa. Và cứ đợi chờ một khoảng thời gian dài như vậy, xong tới lúc dịch đồ này kia á, thì trong suốt khoảng thời gian đó thì Thư vẫn rất là bình thường. Thì bạn mới tự tin chắc là Thư hết hẳn rồi. Và mãi về sau này nè, khi mà hết dịch xong xuôi đó, bạn có biết thêm được một cái câu chuyện nữa ha. Tức là bạn có nghe người ta giải thích đó, lý do vì sao mà khi mà chú An kia, chú đã cam đoan chắc chắn là không còn vong theo, mà bạn lại không có phục hồi được cái tinh thần, chưa có phục hồi được tinh thần, vì hai lý do. Một, cái lý do đầu tiên á, là khi mà bị vong nhập vào trong người, và những cái trường hợp mà nhập nặng như vậy á, thường khi mà vong chịu đi rồi thì cái phần dương trong mình cũng như là những cái vía, những cái hồn trong mình á, nó chưa có hồi về lại được kịp. Cái thứ hai là khi đưa qua nhà của cái ông thầy tên Bảo á các bạn, ổng dùng cái roi đó, ổng đánh để ổng đuổi hẳn cái vong ra đó. Thì cái phương pháp nói chung là ổng dạng như là ổng không chữa dứt một lần mà ổng nuôi bệnh mà. Cho nên trong cái lúc đánh như vậy, roi phép đi vô á, thì bạn Thương này vô tình là bạn bị mất vía. Cho nên là lúc mà đi qua bên chú An chữa, mặc dù là cắt đứt luôn cái vong đó rồi, cắt đứt luôn cái pháp của ông thầy rồi, nhưng ổng đánh cái lần đó đánh quá là nặng đi, cho nên là vía của bạn đi ra và chưa có hồi về được cái thể xác kịp. Và đó chính là hai lý do vì sao mà trong một cái khoảng thời gian khi mà chữa hết rồi rất là dài, mà bạn Thương này bạn có mới có thể là bạn hoàn toàn là bạn phục hồi được cái thần trí, cũng như là ổn định được về cái sức khỏe, giống như là cái thời trước khi mà bạn bị vong nhập. Và bạn Khương chỉ đợi có như vậy thôi, chỉ đợi là người yêu của mình khỏe, thì lập tức hai bạn quyết định là đi tới hôn nhân. Và ở cuối email á, bạn Khương bạn có kể là riêng cái câu chuyện này trải qua nó là một cái hành trình cực kỳ ám ảnh với bạn luôn.
bạn đã chia sẻ và bạn biết có rất là nhiều người bạn nói không tin đâu, cho là câu chuyện nó rất là xàm xí. Thậm chí ngày đầu tiên ba mẹ vợ của bạn còn không tin mà, nhưng bây giờ cũng đã tin rồi và thỉnh cái bàn thờ mẹ Quan Âm về để thờ ha. Lúc mà bạn viết câu chuyện này ra cho Nguyễn thì bạn cũng có nói một cái câu trước, cái đầu email đó là mình kể cho Nguyễn nghe, nhưng mà Nguyễn có quyền tin hay không tin và Nguyễn chọn kể không kể gì được, đó là do tùy Nguyễn thôi. Mình không có phán xét gì hết, nhưng mà đây hoàn toàn là những cái câu chuyện gia đình của bạn trải qua thực sự luôn, cho nên bạn tin chắc là khi bạn viết đây hoàn toàn là sự thật và bạn không, thậm chí là bạn còn lược bỏ chi tiết để cho nó bớt dài rồi nha, chứ đừng có nói chuyện là bạn đã thêm vô, bạn đã lược bỏ hết khoảng độ 40% và những cái gì mà Nguyễn kể nó chỉ có 60% tất cả những cái quá trình mà bạn trải qua thôi. Và hy vọng qua cái câu chuyện này thì mọi người cũng sẽ có thêm được những cái kiến thức về tâm linh. Và có một cái chuyện mà Nguyễn muốn nói nữa, lúc này là hết video rồi ha, bạn nào có muốn nghe tiếp thì nghe, không nghe thì thôi. Như các bạn, Nguyễn đã nói rất nhiều lần là mình có theo dõi cái trang đạo Phật ngày nay Hàn Quốc của sư cô Giác Lễ Hiếu đó. Thì mình có nghe sư cô giảng, và trong một số những cái lần mà mình có đi thiền hành á, không phải đi thiền hành thì gọi là hơi to tát, mà mình có đi học thiền được khoảng 1-2 buổi thì mình có nghe những cái anh chị, cô chú và cả sư cô Giác Lễ Hiếu đều kêu á, là khi mà mình thiền hành, nói chung về cơ bản nha, là có một cái số những cái pháp môn thiền hành mình nên có cái người hướng dẫn, giống như là sư phụ của mình á, đứng ở đó để hướng dẫn, để chỉ cho mình. Chứ nếu không là mình rất là dễ bị nhập và rơi vào cái kiểu giống như người ta hay nói, dùng một cái từ chính xác cho mọi người dễ hiểu nhất, là bị tẩu hỏa nhập ma đó, dạng dạng kiểu vậy. Mà để chia sẻ một xíu về cái cảm nhận cá nhân của mình, và lúc mà mình đi học thiền, thì lúc đó lúc mà mình ngồi thiền á, mình cảm giác là mọi thứ xung quanh nó mình không biết là nó như nào nha. Mình chỉ nói là cảm giác của mình còn nhớ là lúc đó là mọi thứ xung quanh nó rất là khác luôn. Kiểu nó, mọi thứ nó rất là yên lặng mà tất nhiên là cái không gian lúc đó mình ngồi thì nó cũng hơi im thiệt. Mình không nhớ là cái pháp môn mình thiền hành là cái gì, nhưng mà cái này là chỉ giúp lưu thông, xong rồi để giúp cho cái tinh thần mình tốt thôi, chứ nó không phải là cái pháp môn thiền hành mà để có thể nhìn được quá khứ, hình như là Vipassana thì phải. Nhưng cái pháp môn của mình thì không phải cái đó ha, nó chỉ là dạng ở mức cơ bản thôi. Nhưng mà cái lúc mình thiền hành á, thì mình cảm giác giống như là ngày xưa á, hồi trẻ con hay chơi là kiểu nằm ngủ rồi nè, không có, tức là nằm á, thì mắt mình nó sẽ bắt đầu xuất hiện những cái vần hoa. Nhưng mà mình cứ là mình cứ càng thả lỏng á, thì nó sẽ càng trắng dần ra, xong rồi nó mở. Thì lúc mà thấy nó trắng quá thì coi như là mình mở con mắt của mình ra đó. Thì cái pháp môn thiền hành lúc đó mình ngồi là mình cố nhắm chặt mắt ha, mình để mọi thứ kiểu nó kiểu dạng là let it be á, cho nó như nào thì như nào. Thì có những cái khoảnh khắc mà mình cảm giác là người của mình bất giác nó rung lên luôn. Và những cái trải nghiệm này khi mà mình thiền được độ tầm khoảng 2-3 tuần á, thì mình cảm giác là mình ngủ rất là ngon hơn. Xong rồi nó có những cái tác dụng về tâm trí chứ không phải không, và cả những cái tác dụng về sức khỏe nữa. Nhưng mà cái phép ngày xưa mình thiền á, thì nó không có, gọi là nó không có, tức là không cần phải có người kiểu đứng ở bên để mà dạng như là kiểu hướng dẫn á, tại vì cái pháp môn này nó mình không có tìm hiểu sâu, tức là những cái nào mình biết thì mình nói thôi ha. Còn những cô chú anh chị và những cái bạn nào có tìm hiểu sâu về phần thiền này có thể giải thích giúp ở mình bên dưới, tại vì cái chủ đề này cũng là một cái chủ đề rất hay và mình thấy dạo này các bạn cũng hay đi thiền lắm. Tuy nhiên nếu dùng thiền ở mức cơ bản để rèn luyện sức khỏe như mình thì để đầu óc mình nó cố gắng là làm sao để thư giãn thôi, nhưng quan trọng nhất là không có tập trung vào cái điện thoại nè, không có tập trung vào cái điện thoại á, thì sẽ kiểu làm cho đầu óc mình nó kiểu bớt. Nói chung là có một cái khoảng thời gian để cho não nó thật sự nó nghỉ. Thì cái đó nó không cần phải có người đứng ở bên cạnh để hướng dẫn, nhưng có những pháp môn như mình nói đó là cần phải có người để hướng dẫn. Đặc biệt vì sao mà mình lại phải chia sẻ rất là dài về phần cuối như thế này, do là các bạn có nhớ một cái thời gian mà nó hay có cái thôi miên kiểu là quy hồi về tiền kiếp không? Không biết là các bạn cảm giác như thế nào, nhưng mà mình nghĩ để mà có thể nhìn được cái tiền kiếp đó, thứ nhất phải là người cực kỳ có căn cơ, hoặc là căn cơ lớn, hoặc là nó có một cái mối duyên như thế nào á, là định mệnh á, gọi là định mệnh sẵn á. Chứ còn mà ai mà cũng có thể mà kiểu có thể dễ dàng một cách kiểu nhìn về tiền kiếp như vậy, thì nếu là mình nha, thì mình sẽ đặt câu hỏi, tại vì mình đã kể rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh rồi. Và thật sự nếu như mà có một cái pháp môn hoặc là một cái cách nào đó để mà quy hồi như vậy đó, mình cũng thử rồi nhưng mình không thấy gì hết.
Mình thì mình cũng thử rồi nhưng mình không thấy gì hết. Thì thật ra là không biết là có một cái pháp môn nào mà nó phù hợp với số đông, giống như là mình thấy rất rất là nhiều bạn thử luôn. Và cái này thật sự là không thể phủ nhận là nó có một cái sức hút về những cái câu chuyện tâm linh, đặc biệt là trong cái cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông. Nếu bạn nào đọc rồi á, cái câu chuyện về năng lượng của mình sẽ đi đâu sau khi chết, linh hồn của mình sẽ như thế nào, tiềm thức tâm trí như thế nào, đây là một cái vấn đề có thể nói nếu như bạn nào thích thì sẽ rất là thích. Và nếu như mình thích những cái chủ đề này á mà mình không control được thì có thể là nó sẽ dẫn tới cái việc giống như là cái bạn Thư trong cái câu chuyện này, là khi mình ngồi thiền hoặc là sao đó thì dạng như là kết nối năng lượng vũ trụ, thì hay mọi người hay nói như vậy ha. Nếu mọi người đã đạt được tới cái cảnh giới đó rồi thì có thể là nhiều cái năng lượng nó không tốt, nó đi ngang qua mình thì mình bị hấp thu vô. Mình không biết được là câu chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên đây là một cái chuyện sau khi Nguyễn thấy á, là mọi người cứ đổ xô nhau đi để xem cái bài quy hồi về tiền kiếp, mọi người ai cũng thử và ai cũng lan truyền cái đó hết á. Mình mới biết, hóa ra chủ đề này mọi người rất là yêu thích, nhưng yêu thích mà không tìm hiểu thật là kỹ, không có người hướng dẫn với một số những cái pháp môn nó đặc thù, thì nhiều khi nó sẽ dẫn tới cái hậu quả mà mình không có lường trước được. Cho nên các bạn nếu muốn thử hoặc là như nào đó muốn tìm hiểu thì đây là cái chuyện tốt thôi. Tìm hiểu về những cái này cũng tốt mà, nhưng mà khi mà các bạn thử nha, thực hành á, thì các bạn nên hỏi ý kiến của những cái người xung quanh, hoặc là đọc dễ nhất, đơn giản nhất, đầu tiên tìm hiểu là mình đọc review xem nó như thế nào trước đã. Và đặc biệt là mình nhớ để ý về bản thân mình, xem là mình làm cái đó có thật sự tốt hay không, mình nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không, và đầu óc của mình có thật sự thoải mái hay không. Tại vì kết nối năng lượng với một cái chỗ nào đó, hoặc là giống như người ta kêu là dạng mở luân xa gì đó, thì cái câu chuyện về sau nào mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện mở luân xa ha. Thì nhiều khi mở luân xa ra, mở ra rồi, mở con mắt âm dương ra, hoặc là mở những cái gì đó khai thông ra rồi, chưa chắc là mình đóng lại được đâu. Cho nên là các bạn thích về tâm linh cũng được, thích tìm hiểu về năng lượng, tìm hiểu về kiếp trước, tìm hiểu về thiền định cũng được, lựa chọn là của mọi người. Nhưng mà mình chỉ khuyên mọi người là nếu mà các bạn quyết định như vậy rồi thì các bạn nên tìm hiểu kỹ, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Vì đụng tới tâm linh, đụng tới năng lượng là mình không có nói trước được câu chuyện gì, và cũng không có biết trước được là chuyện gì sẽ diễn ra đâu. Và rồi đến đây thì video ngày hôm nay phải nói là rất là dài rồi ha. Cảm ơn đầu tiên đến bạn Linh cũng như là bạn Khương đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai cái câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này, và rất là mong nhận được những cái ý kiến đóng góp của mọi người về chủ đề này ở bên dưới phần comment. Và nếu mọi người yêu thích video đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến các bạn bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh. Tại vì nhiều khi các bạn mình thấy nhiều bạn kêu là ở sao anh Nguyễn ra video mà em không biết, sao anh Nguyễn ra video mà YouTube nó không thông báo cho em, thì do các bạn không tương tác đó. Thì có thể là like, share và quan trọng nhất là comment đó. Nếu mà các bạn không biết comment gì thì các bạn có thể để lại một cái kiểu là em cảm ơn anh, hoặc là chúc anh buổi tối vui vẻ, hoặc là một cái câu gì đó đại loại năm nay như vậy thôi, thì thuật toán YouTube nó sẽ ưu tiên nó hiện cái thông báo về cho mọi người ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn nào và những người em có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn, và Nguyễn Nguyễn rất là mong chờ nhận được email của mọi người. Địa chỉ email của Nguyễn Nguyễn, xin lỗi kể giờ này nó dài rồi mà là bị lẹo lưỡi. Địa chỉ email của Nguyễn Nguyễn là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên kênh hồ sơ X, cũng như là đường lên TikTok của Nguyễn. Đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.